Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. Chương 1201, Bệnh Nguy Kịch Ép Buộc Chứng. Thành, bất quá quy tiền bối, người trước dùng không gian thông đạo tiễn ta về nhà biệt tuyết thiên cơ nơi đó không? Tống Thư Hàng hỏi. Tại đến phiên chợ lúc, hắn đã mang theo quy tiền bối bay nửa ngày. Hiện tại, nếu biết quy tiền bối còn có thể sử dụng không gian lực lượng, cũng không thể để hắn tiếp tục bay lên trở về đi. Không được, quy tiền bối nghiêm túc lắc đầu, tiếp xuống ta muốn luyện chế băng phách đan, vì để tránh cho luyện đan thất bại, ta cần đem tinh, khí, thần hoàn toàn ngưng tụ, bảo trì tại trạng thái tốt nhất, dạng này luyện đan mới sẽ không thất bại. Cho nên, không gian truyền tống loại này tiêu hao tinh lực sự tình, tiếp xuống ta sẽ không lại sử dụng. Quy tiền bối chân thành nói. Tống Thư Hàng, quy tiền bối, ta tu tiên thời gian ngắn, ngươi cũng đừng gạt ta. Vừa rồi rời đi tu chân phiên chợ lúc, ngươi cũng còn cần không gian truyền tống lực lượng mang theo ta, siêu, một chút rời đi chợ, sau lưng vị kia Ngư Kiều Kiều tiểu tùy tùng, tiểu tuyết, thấy thế, con mắt đều tỏa sáng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi không thể tái sử dụng không gian truyền tống. Quy tiền bối nghiêm túc nói, có tin hay không là tùy ngươi, nhưng nếu như bởi vậy, luyện chế, băng phách đan, thất bại, ngươi cũng đừng trách ta. Tống Thư Hàng, ta bay lên trở về còn không được sao? Ta cho quy tiền bối ngươi mở ra Đông Chi Điện quyền hạn đi. Tống Thư Hàng thở dài, tiếp lấy vung tay lên một cái, đem Đại Hải Quy đưa vào đến hạch tâm thế giới, Đông Chi Điện, luyện đan phân điện bên trong. Về sau, hắn tế lên bảo đao phách toái, hướng biệt tuyết tiên cơ động phủ lao đi, vô hình đao cổ nhanh chóng đuổi theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xanh Ngọc Đại Hải Quy một mặt cảm thán, leo đến to lớn đan lô bên cạnh. Đông Chi Điện A, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản, nơi này chính là nhà của nó. Về sau bị Bắc Phương Đại Đế chuyển tay đưa cho Tống Thư Hàng. Không có Đông Chi Điện phía sau hắn lão không được tự nhiên. Trước kia, hắn mỗi tỉnh ngủ sau một thời gian ngắn, liền sẽ đến Đông Chi Điện đi leo một vòng, dò xét địa bàn của mình. Kết quả cái này về hắn sau khi tỉnh lại không địa bàn tốt tuần. Cho nên gần nhất vài ngày, hắn trong lòng đều ngạnh ngạnh. Luôn cảm giác bản thân có một kiện chuyện trọng yếu không hoàn thành đồng dạng. Hiện tại, khi nó một lần nữa đạp vào Đông Chi Điện lúc, trong lòng loại kia ngạnh ngạnh cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vọng Thiên rốt cuộc biết ta không hoàn thành sự tình là cái gì, ta còn chưa hoàn thành quay chung quanh Đông Chi Điện bò một vòng hành động. Đại Hải Quy đạo. Sau đó, hắn bắt đầu trong Đông Chi Điện đứng lên, giống như kiểu trước đây, chuẩn bị vây quanh cung điện bò một vòng. Quy tiền bối loại này ép buộc chứng đã bệnh nguy kịch, không cứu nổi. Bò nha, Xanh Ngọc Đại Hải Quy quen thuộc đi qua khắp nơi cung điện, một bên bò một bên nhớ lại năm đó Đông Chi Điện phồn hoa nhất thời điểm tràng diện. Khi đó, Viễn Cổ Thiên Đình còn không có hủy diệt, Đại Đế vẫn là Thiên Đình tiếng tăm lừng lẫy Bắc Phương Đại Đế, uy danh gần với Thiên Đế. Cái này phân điện, nhớ kỹ là Đại Đế cùng hảo hữu luận đạo chỗ đi, bởi vì đạo hữu tương đối nhiều. Cho nên cái này phân điện cũng rất lớn rất trống trải. Đại Hải Quy cảm thán nói. Sau đó, hắn đẩy ra chỗ này phân điện đại môn. Sau một khắc, Xanh Ngọc Đại Hải Quy theo bản năng đem chính mình tứ chi, đầu toàn bộ rút vào trong mai rùa. Nó mai rùa đã bị hắn luyện chế thành pháp khí, không gian cực lớn, cùng phổ thông rùa biển mai rùa khác biệt. Tại trước mắt của nó, là một cái mai thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp bom nguyên tử, thiên kiếp bom hydro, che kín toàn bộ đại điện. Mỗi một mai thiên kiếp vũ khí thượng đều tản ra đáng sợ uy áp cùng thiên kiếp chi lực. Nhiều như vậy thiên kiếp vũ khí, nếu là nổ tung lên, hiện tại hắn nhưng ăn không tiêu dù sao, cảnh giới của nó bị Bắc Phương Đại Đế phong ấn. Vọng Thiên Tống tiểu hữu chuẩn bị làm buôn bán vũ khí một chuyến này sao? Nhiều như vậy thiên kiếp vũ khí, hắn là thế nào phong ấn? Còn từ thiên kiếp thế giới bên trong mang ra, mà lại, vậy mà đem nhiều như vậy vật nguy hiểm tồn tại Đông Chi Điện. Vạn nhất nổ tung làm sao bây giờ? Đông Chi Điện có thể hay không bị hủy đi? Đại Hải Quy tâm hảo tắc. Tuần tra Đông Chi Điện hảo tâm tình lập tức tan vỡ hơn phân nửa, hắn có chút lo lắng lên Đông Chi Điện tương lai. Thở dài phía sau Đại Hải Quy thận trọng đem phân điện đại môn đóng lại. Sau đó, tiếp tục bản thân tuần tra bò. Làm không có thuốc nào cứu được ép buộc chứng người bệnh, không đem Đông Chi Điện leo xong, hắn trong lòng hội phát ngạnh, suy nghĩ hội không thông suốt. Bò nha, sau đó hắn lại bò tới một gian nhỏ hẹp phân điện gian phòng trước mặt. Nơi này, là tồn trữ tạp vật phòng nhỏ. Đại Hải Quy nói khẽ, sau đó hắn duỗi ra chân trước,
đem gian phòng chi môn đẩy ra. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm truyền đến, đợi chút nữa, quy tiền bối. Đáng tiếc Tống Thư Hàng nhắc nhở tiếng chậm một bước, gian phòng chi môn đã mở ra. Trong phòng, giam giữ một vị thất phẩm tôn giả. Ngay tại Giang Nam Đại học thành mái nhà, uy hiếp phù sinh tiên tử, chuẩn bị xử lý nàng, lại bị Tống Thư Hàng nhốt vào đến Đông Chi Điện cái vị kia âm lãnh tôn giả. Dựa vào thất phẩm tôn giả thực lực, vị này âm lãnh tôn giả còn sống rất tốt. Tại Đại Hải Quy mở cửa phòng trong nháy mắt, cái này âm lãnh tôn giả đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, xông ra gian phòng. Nơi này là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, như vậy. Hắn hẳn là bị bá Tống Huyền Thánh giấu ở cái nào đó bí cảnh bên trong. Ta chỉ cần có thể từ nơi này mảnh vỡ bên trong chạy đi, nói không chừng thì có cơ hội đào thoát. Âm lãnh tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt ngăn tại trước gian phòng Đại Hải Quy, vị này tôn giả không có muốn cùng đối phương dây dưa ý tứ. Hắn tiện tay một cái băng hệ pháp thuật đánh tới hướng rùa biển, đồng thời thân hình nhảy lên thật cao, muốn từ rùa biển phía trên lướt qua đi. Tại hắn cảm ứng xuống, cái này Đại Hải Quy thực lực cũng không mạnh, nhiều nhất tam tứ phẩm cảnh giới. Dạng này quy yêu, ngăn không được hắn. Hỗn đàn, còn muốn từ bản rùa đỉnh đầu nhảy tới. Tiểu bối, ngươi là muốn cho bản rùa tiếp nhận khố hạ chi nhục sao? Quy tiền bối cả giận nói. Sau một khắc, chỉ thấy hắn thân hình bành trướng. Hình thể bạo tăng. Lúc đầu chuẩn bị từ trên người nó nhảy tới âm lãnh tôn giả, lập tức bị mai rùa chống đỡ, hung hăng đụng phải gian phòng trần nhà. Coi như cảnh giới bị phong, Đại Hải Quy luyện chế qua mai rùa vẫn là cửu phẩm cấp pháp bảo, cường độ kinh người. Xì xì âm lãnh tôn giả phát ra tiếng kêu thống khổ, một bên kêu thiên về một bên rút hơi lạnh. Thật sự là Đại Quy va chạm góc độ, đau nhức sát lòng người. Đại Hải Quy dùng sức đỉnh đỉnh bản thân mai rùa, vậy mà muốn cho bản rùa tiếp nhận khố hạ chi nhục, nằm mơ. Xì xì a a a âm lãnh tôn giả con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt gạt ra, thống khổ tới cực điểm, liền tiếng kêu thảm thiết đều biến khàn khàn. Đại Hải Quy hài lòng lui một bước, đem cái này ra hỏa từ bản thân mai rùa thượng bỏ rơi. Ngây thơ ra hỏa, tại đối mặt một đầu thực lực không biết rùa loại đại địch lúc, tùy tiện theo nó trên đỉnh đầu vượt qua, ngu xuẩn nhất hành vi. Điểm này, sư phụ của ngươi không có dạy bảo qua ngươi sao? Đại Hải Quy cao lãnh đạo. Âm lãnh tôn giả không có trả lời Đại Hải Quy vấn đề, hắn chỉ là lăn trên mặt đất đến lăn đi, một bên lăn lộn một bên kêu thảm. Tống Thư Hàng tại ngự đao phi hành trên đường, toàn bộ hành trình quan sát quá trình này, nhìn lấy đều cảm giác hình tượng này tốt nhất cả trứng. Tống Tiểu Hữu, cái này ra hỏa là ai? Vì sao lại bị ngươi nhốt tại Đông Chi Điện bên trong? Đại Hải Quy lại nói, hẳn là địch quân trận doanh ra hỏa, hắn đối tam thập tam thú thần tông, hủy diệt sự, biết một số nội tình. Đúng, tam thập tam thú thần tông chính là thú thần bộ truyền thừa. Lúc ấy, hắn đang muốn đối thú thần tông một vị người sống sót xuất thủ, ta gặp được, liền đem hắn giam lại. Ta chuẩn bị tìm cơ hội từ trong miệng hắn đạt được một số liên quan tới tam thập tam thú thần tông, bị hủy diệt nội tình. Tống Thư Hàng trả lời. Lúc đầu chuẩn bị mượn Bắc Phương Đại Đế, thế, từ nơi này ra hỏa trong miệng móc một chút điểm tình báo đi ra. Không nghĩ tới thiên đạo có biến, Bắc Phương Đại Đế khẩn cấp tị thế. Tiếp đó, hắn lại muốn mượn Bạch Tiền Bối, thế, bất quá Bạch Tiền Bối ăn xong bát phẩm cá voi thánh yến hậu, lại tiến vào trạng thái tu luyện, Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới dựa thế. Nói cách khác muốn khảo vấn sao, cái này ta am hiểu, giao cho ta tới đi. Đại Hải Quy lập tức liền đến kinh. Tống Thư Hàng. Hắn có một thanh rãnh không nhả ra không thoải mái a quy tiền bối, ngươi không phải mới vừa còn nói muốn tinh, khí, thần, tập trung, đi luyện chế băng phách đan, tránh cho thất bại sao? Hiện tại ngài còn có tinh lực đến khảo vấn vị này âm lãnh tôn giả. Mà lúc này, mang theo âm lãnh mặt nạ thất phẩm tôn giả, rốt cục đình chỉ lăn lộn. Nhưng hắn thân thể vẫn là cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Cái này nhìn như lớn bình thường rùa. Cái kia mai rùa va chạm không nhìn thẳng hắn gần 10 tầng phòng ngự. Cái này Đại Quy, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Đã ngài có thực lực cường đại như vậy, giả dạng làm tam tứ phẩm tiểu quy yêu rất có ý tứ sao? Lúc này, Đại Hải Quy lại co lại leo đến bên cạnh hắn. Nha, vậy mà cũng là tu luyện hàn băng hệ tu sĩ, diệu vô cùng. Chủ ta chính là hàn băng hệ chí tôn, cho nên ta đối hàn băng hệ cũng đặc biệt giải. Ta có chí ít 100 loại thủ đoạn có thể hảo hảo dạy dỗ ngươi, hy vọng miệng của ngươi đủ cứng, để cho ta nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến thứ mấy loại thủ đoạn.
Cố lên nha, tiểu bối, ta rất xem trọng ngươi. Đại Hải Quy phát ra tà ác cười. Một đầu cười tà Đại Hải Quy, hình ảnh tốt có ma tính, Tống Thư Hằng có loại đem hình tượng này screenshot xuống tới, chế tác thành biểu lộ bao xúc động. Tạ ơn tiền bối hảo ý, nhưng là dạy dỗ thủ đoạn liền miễn đi. Tiền bối muốn từ ta chỗ này biết cái gì, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Âm lãnh tôn giả cắn răng từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng Đại Hải Quy. Quy tiền bối lập tức bắt đầu trầm mặc. Tiền bối, mời đặt câu hỏi đi. Âm lãnh tôn giả thúc giục nói. Quy tiền bối, vọng thiên, ngươi liền không thử phản kháng một chút. Có ý nghĩa sao? Âm lãnh tôn giả hỏi ngược lại. Quy tiền bối, đương nhiên là có ý nghĩa a, tại dạy dỗ ngươi quá trình bên trong, ta có thể được đến to lớn thoải mái cảm giác. Có thể thoải mái đấy. Cho nên, ngươi phản kháng một chút a. Không phản kháng, ta làm sao thoải mái? Âm lãnh tôn giả. Tống Thư Hàng. Mặt khác, bá tống tiền bối, ta biết ngươi có thể nghe được lời ta nói. Chỉ cần ta nguyện ý đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho ngươi, ngươi có thể cân nhắc để cho ta nộp tiền bảo lãnh bản thân đi ra. Âm lãnh tôn giả lại lên tiếng đạo. Ngươi cảm giác, ta có khả năng thả ngươi ra ngoài. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Từ đem đối phương nhốt vào, hạch tâm thế giới, bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền không có chuẩn bị thả người. Hạch tâm thế giới là hắn bí mật lớn nhất, Đông Tri Điện cũng tận lượng đừng cho ngoại nhân nhìn đến so sánh thỏa. Trên thực tế, ta lần trước liền muốn cùng bá tống tiền bối ngài nói một chút. Âm lãnh tôn giả đạo. Nói, Tống Thư Hàng đạo. Ta biết một cái tình báo quan trọng, bá tống huyền thánh ngài nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ dùng tình báo này, đổi lấy nộp tiền bảo lãnh bản thân cơ hội. Hoàn thành giao dịch phía sau bá tống huyền thánh ngài hoàn toàn có thể đem ta đoạn thời gian gần nhất ký ức hoàn toàn xóa đi, ta sẽ phối hợp ngài, không cần lo lắng cho ta hội tiết lộ ngài dã tâm. Âm lãnh tôn giả nói. Phương diện nào tình báo? Trước giới thiệu một chút, để cho ta biết tình báo này có thể hay không đổi lấy ngươi nộp tiền bảo lãnh giá trị của mình. Tống Thư Hàng hỏi. Mặt khác, dã tâm của ta. Vọng thiên, chính ta cũng không biết bản thân có cái gì to lớn dã tâm a. Liên quan tới viễn cổ thiên đình thời đại, thú thần bộ truyền thừa sự. Vị này âm lãnh tôn giả nói, ta biết, bá tống huyền thánh ngài tu luyện cũng là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhưng là tam thập tam thú thần tông truyền thừa có thiếu. Nhưng ta biết một cái tình báo, viễn cổ thiên đình hủy diệt phía sau thú thần bộ còn có một chỗ ám trung truyền thừa, nơi đó có hoàn chỉnh thú thần bộ truyền thừa. Tống Thư Hàng, người biết chỗ kia truyền thừa ở đâu? Tống đầu gỗ lưu lại ám trung truyền thừa sự. Vậy mà cũng người lật ra tới. Ta mặc dù không biết chỗ kia truyền thừa ở đâu, nhưng ta biết một số manh mối. Nếu như bá tống huyền thánh người nguyện ý cùng ta giao dịch, ta liền đem những đầu mối này đều nói cho ngươi. Âm lãnh tôn giả bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng dừng lại một lát, nói, ngươi biết manh mối. Có phải hay không, thú thần bộ, ám trung truyền thừa, cũng không tại, nhân loại, tu sĩ trên thân việc này. A, không có khả năng, làm sao ngươi biết? Âm lãnh tôn giả trừng to mắt đạo. Tống Thư Hàng, ha ha. Nhưng là, ta biết càng nhiều manh mối. Ta còn biết, ám trung truyền thừa giao cho linh thú cùng. Âm lãnh tôn giả không cam lòng nói. Giao cho linh thú cùng yêu thú tạo thành một cái liên minh, mà lại cái này liên minh là người khác hoàn toàn không cách nào đoán được tổ chức. Đúng không, Tống Thư Hàng đạo. Âm lãnh tôn giả. Nếu như người biết chỉ có nhiều như vậy, vậy không có bất kỳ giá trị. Còn có cái khác manh mối sao? Nếu như giá trị đầy đủ, có lẽ ta có thể cân nhắc để ngươi nộp tiền bảo lãnh bản thân. Tống Thư Hàng đạo. Có, ta còn biết một đầu trọng yếu manh mối. Âm lãnh tôn giả cắn răng nói, thú thần bộ ám trung truyền thừa, là lấy một loại song trọng mật văn phương thức, lưu tại cái kia yêu tu trong liên minh. Muốn có được cái này hoàn chỉnh truyền thừa, đầu tiên muốn tìm tới cái kia yêu tu liên minh, theo bọn nó trấn giáo trong bí tịch phá giải ra mật văn. Tiếp lấy còn cần đem mật văn dùng, tam thập tam thú thần tông, bên trong truyền thừa xuống một loại phương pháp, đưa chúng nó phá giải, trở lại như cũ vì hoàn chỉnh, thú thần bộ, truyền thừa. Đầu này trọng yếu manh mối, nguyên bản hắn không muốn nói. Hắn không nghĩ tới Tống Thư Hàng đối, thú thần bộ, ám trung truyền thừa vậy mà cũng hiểu rõ như vậy. Người từ nơi nào đạt được những tin tức này? Tống Thư Hàng hỏi. Liên quan tới, ám trung truyền thừa, sự tình. Tống đầu gỗ liền mấy vị hảo hữu đều gạt, vì cái gì vị này âm lãnh tôn giả sẽ biết nhiều như vậy tình báo. Vấn đề này, tha thứ ta không cách nào trả lời. Âm lãnh tôn giả đạo. Ha 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 ha, người rốt cục phản kháng,
một mực trầm mặc Quy Tiền Bối hưng phấn nhảy, tới, để ngươi nếm thử ta 100 loại dạy dỗ thủ pháp. Tống Thư Hàng, đợi chút nữa, Tiền Bối, ta thật sự không thể trả lời. Âm Lãnh Tôn giả vội la lên. Nhưng là Đại Quy cũng không nghe hắn giải thích, hắn bay nhào đi lên, chân trước vung lên, đem hắn thân hình định trụ. Chương 1202, Thiên Thọ Hành Tinh mọc ra mắt. Đại Hải Quy nói trên 100 loại dạy dỗ thủ đoạn, chỉ là hù dọa người. Mặc dù hắn đối Hàn Băng Hệ có rất sâu lý giải, nhưng dạy dỗ cái gì, một đầu rùa biển học những đồ chơi này làm thần mã. Hơn nữa còn nắm giữ trên 100 loại dạy dỗ thủ pháp. Thật coi hắn nhàn rỗi nhất cả trứng A. Hắn chỉ là giảng chút rác rưởi lời nói, nếu như có thể đả kích đến tâm lý đối phương phòng ngự liền không thể tốt hơn. Không thể lời nói cũng không có tổn thất, động động mồm mép sự mà thôi. Rác rưởi lời nói vô luận là ở đâu cái cảnh giới, tổng là có thể có chút tác dụng. Chỉ cần thời gian bóp tốt, cho dù là trường sinh giả cũng sẽ thụ rác rưởi lời nói ảnh hưởng. Đại Hải Quy chân trước vung lên, đem Âm Lãnh Tôn giả định trụ. Nhưng là hắn cái gì cũng còn không có làm đâu, Âm Lãnh Tôn giả liền hét lớn, ta nói, ta cái gì đều nói. Cái này ra hỏa, liền không có một điểm tiết tháo sao. Một điểm ý chí đều không có, hắn là thế nào tấn thăng đến thất phẩm tôn giả cảnh giới này. Không phải là cái hàng giả a? Đại Hải Quy có chút tiếc nuối, trầm giọng nói, ngươi là từ đâu đạt được những tin tình báo này? Kỳ thật, đây hết thảy tình báo, ta đều là từ là Google Kaka lục soát khí, còn có Baidu lục soát khí thượng tìm tòi ra tới. Ngoại sự không hiểu hỏi Google Kaka, nội sự không hiểu hỏi Baidu. Vừa tìm, cái gì cũng có. Âm Lãnh Tôn giả đột nhiên nhếch miệng cười nói, ở cái này mạng lưới phát đạt thời đại, không có gì đồ vật là trên mạng không lục ra được, cực kỳ tốt. Ta và các ngươi nói a, nếu như các ngươi có cái gì không lục ra được, vậy liền nhất định phải đi sát vách quốc gia kéo đầu dây lưới, đặc biệt tán. Đại Hải Quy, Tống Thư Hàng, có ý tứ, Đại Hải Quy ha ha cười nói, là ta xem thường ngươi. Cái này ra hỏa đang đùa rùa đâu. Không có cách, dù sao có nhiều thứ, ta thật sự không thể nói. Âm Lãnh Tôn giả duy trì bị định thân tư thế, miệng cũng rất cứng rắn. Đại Hải Quy, trước đó đã nói xong biết gì đều nói hết không giấu giếm đâu. Giữa người và người tín nhiệm không có, người cùng rùa ở giữa tín nhiệm cũng mất sao. Kỳ thật, chỉ cần không dính đến ta ranh giới cuối cùng, ta cái gì cũng biết giảng. Âm Lãnh Tôn giả trả lời. Cũng liền nói, dính đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn cái gì cũng không biết giảng. Coi như Đại Hải Quy thật sự có 100 loại nhằm vào Hàn Băng Hệ tu sĩ dạy dỗ pháp cũng giống vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi. Đại Hải Quy cười lạnh nói. Âm Lãnh Tôn giả, ha ha ha. Bản rùa ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đại Hải Quy đứng thẳng người lên, để ngươi nếm thử loại thứ nhất dạy dỗ pháp. Đang khi nói chuyện, hắn bắt đầu ra dáng niệm lên chú văn. Chú văn là dùng viễn cổ ngôn ngữ niệm tụng, lộ vẻ rất huyền diệu bộ dáng. Âm Lãnh Tôn giả con ngươi hơi co lại. Đúng lúc này, Đại Hải Quy đột nhiên nhanh chóng lấy ra một khối băng châu hình dáng pháp bảo, sau đó, hắn phối hợp với pháp bảo thi triển một cái cường lực huyễn thuật thôi miên năng lực. Trong lúc mơ hồ, Bắc Phương Đại Đế hư ảnh xuất hiện tại rùa biển sau lưng. Đại Đế lực lượng hiệp trợ Đại Hải Quy, cường hóa thôi miên pháp thuật. Âm Lãnh Tôn giả trong lòng còn tại phòng ngự lấy Đại Hải Quy khả năng đối với hắn các loại tra tấn, nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, ý thức biến bắt đầu mơ hồ. Đối mặt một đầu cửu phẩm kiếp tiên cấp Đại Hải Quy cộng trường sinh giả ban cho pháp bảo tập kích phía dưới, vị này đáng thương thất phẩm tôn giả lập tức bị triệt để thôi miên. Quá hiếp đáp người. Thật sự cho rằng bản rùa không làm gì được ngươi a? Đại Hải Quy giơ bảo châu, trầm giọng hỏi, những tin tình báo này, ngươi là từ đâu có được? Âm Lãnh Tôn giả hai mắt vô thần, bình tĩnh trả lời, hết thảy tình báo, đều là từ đại chủ giáo, khác cách Á là Á, nơi đó lấy được. Tống Thư Hàng, đại chủ giáo, không phải là Tây Phương loại kia thánh kỵ sĩ giáo hội. Tu sĩ bên trong cũng có người gia nhập loại kia giáo phái sao? Âm Lãnh Tôn giả, chúng ta giáo hội chính là Trung Yên Chi giáo, chúng ta cung phụng chính là từ thái cổ mới bắt đầu liền tồn tại chân thần, thế lực của chúng ta trải rộng chư thiên vạn giới. Không cần đem Tây Phương loại kia tiểu giáo hội cùng chúng ta đánh đồng. Tống Thư Hàng, nghe rất sâu dáng vẻ. Thánh kỵ sĩ nhất hệ những người tu luyện tạo thành giáo hội bị thật sâu rất khinh bỉ. Nếu như việc này để Bí Đao Thánh Quân biết,
Bí Đao Thánh Quân nhất định nguyện ý dạy bảo vị này tôn giả một lần nữa làm người. Chậc chậc, thân là tu sĩ, bản thân mục tiêu không phải hướng về phía, trở thành bất hủ, thì cũng thôi đi, lại còn sẽ tin tưởng cái gì thái cổ mới bắt đầu liền tồn tại chân thần. Ngươi còn không bằng đổi tin đương kim bất hủ vị kia đâu, mặc dù cái này một vị cũng sắp về hưu, nhưng ở hắn về hưu trước, hắn vẫn là chư thiên vạn giới duy nhất chân lý đây. Đại Hải Quy cười lạnh nói. Âm lãnh tôn giả một trận trầm mặc. Tống Thư Hàng suy tư một lát, hỏi ra bản thân muốn biết nhất nghi hoặc, lúc trước Tam Thập Tam Thú Thần Tông, bị diệt, đến cùng là ai xuất thủ làm? Tại sao phải đem Thú Thần Tông xóa bỏ? Có phải hay không là diệt viễn cổ thiên đình thế lực, về sau lại quay đầu diệt Thú Thần Tông? Tam Thập Tam Thú Thần Tông phải chết, tất cả dư nghiệt cũng phải chết. Lúc này, âm lãnh tôn giả đột nhiên gầm rú. Sau một khắc, trong thân thể của hắn có khổng lồ thánh quang tuôn ra. Cùng thánh kỵ sĩ, mục sư nhất hệ tu luyện thánh quang khác biệt, âm lãnh tôn giả trên người tuôn ra, thánh quang, không có loại kia, sinh cơ bừng bừng, cảm giác, ngược lại có loại âm u đầy tử khí, vạn vật kết thúc khí tức. Khổng lồ thánh quang đem âm lãnh tôn giả thôn phệ, thánh quang bên trong hình chiếu ra vô số vật cổ quái. Có một đám người đem quang mang biến thành cự nhân đầu cắt xuống, đem cự nhân đầu đốt cháy, đem cự nhân thân thể đinh tại trên đá lớn. Lại có người dương cung, đem trên bầu trời to lớn quang mang chi chim bắn rơi, thần tiễn đâm thủng quang mang chi thân thể loài chim, đem hắn đính tại trên thái dương. Lại có một đầu quang mang trường xà bị xé ra, nội tạng toàn bộ bị lấy ra, chỉ để lại trống rỗng thể xác, bị quấn thượng tầng tầng mảnh vải bố, được an trí tại hoàng kim trong quan tài. Vô số tương tự hình ảnh, trong hình ảnh đều có một đầu to lớn quang mang biến thành sinh vật, bị ngược sát hình ảnh. Sau một khắc, âm lãnh tôn giả thân thể tại thánh quang bên trong tiêu tán, hóa thành cho tàn, thần hình câu diệt. Nhưng này quỷ dị thánh quang, lại phát rực rỡ. Tống Thư Hàng nhanh chóng lui lại, tránh né cái kia âm u đầy tử khí thánh quang. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này rất nguy hiểm. Khó trách, ta luôn cảm giác cái này ra hỏa có vấn đề. Nguyên lai cái này ra hỏa căn bản không phải tu chân giới tu sĩ, trong cơ thể hắn lực lượng bản chất chính là loại này quỷ dị thánh quang, lúc trước hắn biểu diễn ra âm hàn linh lực, là một loại ngụy trang. Đại Hải Quy trầm giọng nói. Vậy hắn vì cái gì đột nhiên sẽ chết rồi? Nguyên rủa, Tống Thư Hàng hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, ta đoán chừng mới vừa nói nội dung bên trong, có chút là hắn cấm chỉ nói ra khỏi miệng đồ vật. Một khi nói ra miệng, liền sẽ gây nên nguyền rủa hoặc là một loại nào đó khế ước lực lượng phản phệ. Đại Hải Quy nói, thu hồi một khối hình ảnh thủy tinh. Hắn đem âm lãnh tôn giả tử vong toàn bộ quá trình quay chụp xuống dưới, đến lúc đó chuyển giao cho Bắc Phương Đại Đế, nhìn xem Đại Đế có thể hay không từ đó nhìn ra điểm tình báo hữu dụng tới. Tống Thư Hàng nhíu mày nói, những này thánh quang, còn không dập tắt. Đang khi nói chuyện, âm u đầy tử khí thánh quang trước đó hình chiếu đi ra các loại hình ảnh, toàn bộ tiêu tán. Thiêu đốt bên trong thánh quang, ngưng tụ ra cuối cùng một hình ảnh. Bối cảnh là u ám vũ trụ, một quả khổng lồ hành tinh lẳng lặng lơ lửng ở trong vũ trụ. Tại hắn bên người, không có hành tinh, không có vệ tinh, cũng không có cái khác hành tinh. Cái hành tinh này tự mang quang hiệu, tản ra nhàn nhạt thánh quang lực lượng, cô độc lơ lửng ở trong vũ trụ. Tại cái hành tinh này hình chiếu xuất hiện trong nháy mắt, Tống Thư Hàng tâm thần chấn động. Đồng thời, hạch tâm thế giới chủ động hình chiếu ra hoa sen, đem hắn cùng Đại Hải Quy che đậy. Hạch tâm thế giới lực lượng toàn bộ điều động, hội tụ ở cái này gốc hoa sen hình chiếu phía trên. Loại tình huống này, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Liền phảng phất hạch tâm thế giới nhận lấy, xâm lấn, đồng dạng. Cạch cạch cạch. Trong hư không, ẩn ẩn truyền đến kim đồng hồ vận chuyển thời gian. 15 cái tiếng vang qua đi, thánh quang hình chiếu ra viên kia khổng lồ hành tinh mở ra một con mắt. Cái kia con mắt theo tỷ lệ mà tính, tương đương với trên địa cầu Á Châu cỡ như vậy. Trong đó, tràn ngập hủy diệt cùng kết thúc khí tức. Phảng phất ánh mắt kia hy vọng chỗ, hết thảy đều sẽ tiến vào trung yên. Này lúc, trên hành tinh mở mắt ra xuyên thấu qua thời gian cùng không gian hạn chế, hướng Tống Thư Hàng vị trí, nhìn tới. Hạch tâm thế giới hình chiếu đi ra hoa sen tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngăn trở Tống Thư Hàng cùng Quy Tiền Bối, cường thế cản trở cái kia con mắt thăm dò. Cái kia hành tinh chi nhãn nhìn quanh một vòng, không thu hoạch được gì, cuối cùng chậm rãi đem con mắt nhắm lại. Hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, khổng lồ hành tinh tại trong vũ trụ không nhúc nhích, tự mang nhàn nhạt thánh quang hiệu quả. Thánh quang dập tắt, hành tinh hình chiếu tiêu tán không thấy.
lại qua 20 hơi thở sau. Hạch tâm thế giới hình chiếu đi ra hoa sen cũng tiêu tán ra. Đông trì điện khôi phục yên tĩnh, chỉ có âm lãnh tôn giả lưu lại mấy món pháp khí di vật, chứng kiến vừa rồi phát sinh qua sự tình. Tống Thư Hàng phun ra một thanh hồn khí, vừa rồi đó là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Quy tiền bối đạo. Tiền bối, người nói nó có thể hay không chính là, Trung Yên chi giáo, cái gọi là thần. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Đây chính là một khỏa hành tinh, mặc dù không có so sánh vật, không biết hắn đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Nhưng bằng trực giác, Tống Thư Hàng cùng Đại Hải Quy đều cho rằng cái kia mọc ra mắt hành tinh, thể tích sẽ không nhỏ. Loại tồn tại này, thuộc về cảnh giới gì? Kiếp tiên, trường sinh giả, Tống Thư Hàng hỏi. Vọng Thiên, đừng hỏi ta cũng không biết. Đại Hải Quy thở dài, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tình báo truyền cho Đại Đế, nhìn xem Đại Đế trả lời thế nào. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng sờ lên lồng ngực của mình chỗ. Hạch tâm thế giới chính là thứ ba thiên đạo, ban văn long thiên đạo, thủ bút, đây chính là có thể trực tiếp lén qua kết nối, thiên kiếp thế giới, không gian đặc thù. Mà vừa rồi cái kia hành tinh lớn nhỏ tồn tại, mở to mắt nhìn sang lúc, trực tiếp để hạch tâm thế giới kích hoạt, tập hợp đủ bộ lực lượng tiến hành phản kháng. Đối phương, sẽ không cũng là nào đó một nhiệm kỳ thiên đạo tạo vật. Một lát sau, Tống Thư Hàng trong tay vuốt vuốt một cái không gian vòng tay, đây là âm lãnh tôn giả bị thánh quang thôn vệ sau để lại pháp bảo một trong, cái khác chiến lợi phẩm về cho quy tiền bối, Tống Thư Hàng phân đến cái này vòng tay. Đại Hải Quy đang bò xong đông chi điện, liền khai lò luyện chế, băng phách đan. Nói tóm lại, Tống Thư Hàng cũng coi như có thu hoạch tình báo cùng pháp bảo. Trong lúc đang suy tư điện thoại của hắn vang lên, Tống Thư Hàng móc mở xem xét. Là Diệt Phượng tiền bối điện thoại. Hắn rốt cục muốn tới rồi. Chương 1203, chính là người biệt tuyết tiên cơ. Thí nghiệm tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự ở giữa liên hệ mấu chốt chìa khóa, rốt cục tới rồi. Diệt Phượng tiền bối tới thời gian so dự tính muốn một số, không uổng công hắn dùng bát phẩm cá khô nhỏ đến câu dẫn tiền bối tới. Tuy nói đây là cá voi, nhưng cá voi loại cũng mang nửa cái cá chữ nha. Tiến vào, Cửu Châu nhất hào quần, phía sau Tống Thư Hàng phong cách vẽ thay đổi rất nhiều. Chí ít trước kia hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này dùng cá khô nhỏ câu dẫn tiền bối sự. Uy, Diệt Phượng tiền bối, ngài đã tới sao? Tống Thư Hàng dùng thân thiết giọng điệu đạo. Diệt Phượng công tử, tới, lập tức liền muốn tới ngươi tọa độ. Ta liền nói ngươi cho tọa độ nhìn quen mắt đây. Nơi này không phải biệt tuyết tiên cơ động phủ sao? Không sai, chính là biệt tuyết tiên cơ động phủ. Mà lại, người muốn bát phẩm cá voi cá khô nhỏ, ta cũng là mời biệt tuyết tiên cơ xuất thủ chế tác, thế nào, ra sức không? Tống Thư Hàng đạo. Sáng nay lúc ra cửa, thừa dịp biệt tuyết tiên cơ tâm tình rất tốt, Tống Thư Hàng mời nàng ra tay giúp đỡ chế tác chút ít cá khô. Tiên cơ đã đáp ứng hắn, muốn hắn cho chế tác mấy lần tiên chân yến. Bất quá tâm tình đặc biệt bổng biệt tuyết tiên cơ, trực tiếp đáp ứng thay hắn chế tác, miễn phí. Diệt Phượng công tử, không lời nói. Thư Hàng tiểu hữu người thật sự là quá ra sức. Không nghĩ tới Tống Thư Hàng hội mời biệt tuyết tiên cơ xuất thủ, chế tác cá khô nhỏ. Biệt tuyết tiên cơ chủ nghệ, tu chân giới bao nhiêu người đều muốn ăn lại đều ăn không được. Mà lần này, mượn Tống Thư Hàng một lần CPU liền có thể đạt được biệt tuyết tiên cơ chế tác cá khô nhỏ, lần này đáng giá. Diệt Phượng công tử rất muốn ra khẩu khoa Tống Thư Hàng, nhưng lại sợ Tống Thư Hàng kiêu ngạo. Tại là hắn yên lặng ở trong lòng cho Tống Thư Hàng điểm 666. Tiền bối ngươi sau khi đến, thoáng nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền đến. Tống Thư Hàng hồi phục. Diệt Phượng công tử, không có vấn đề. Xem ở bát phẩm cá khô nhỏ phần bên trên, chuyện gì cũng dễ nói. Kết thúc cùng Diệt Phượng công tử trò chuyện phía sau Tống Thư Hàng tăng tốc ngự đao tốc độ phi hành, đem hết toàn lực hướng biệt tuyết tiên cơ động phủ bắn vọt. Chờ hắn thở hồng hộc đuổi tới biệt tuyết tiên cơ động phủ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bạch tiền bối, Tô thị A thập lục, thì cùng Diệt Phượng công tử, tại trong nhà ăn ngồi hàng, đang uống cháo, phối một số đồ ăn nguội, còn có một số bị biệt tuyết tiên cơ tỉ mỉ điêu thành cá con bộ dáng cá voi khô. Tại tiên cơ đao công dưới, những này cá khô nhỏ phảng phất như là tác phẩm nghệ thuật. Bạch tiền bối cùng Tô thị A thập lục vừa kết thúc bế quan đi ra, mà thi thì là ăn cơm trưa. Diệt Phượng công tử Mỹ Mỹ húp cháo ăn cá khô nhỏ, một mặt hưởng thụ. Thời gian này, so thần tiên thời gian còn thoải mái.
nếu như mỗi bữa đều có thể nếm đến biệt tuyết tiên cơ tay nghề, mỗi ngày bị Tống Thư Hằng tiểu hữu mượn một chút CPU lại có làm sao? Diệt Phượng tiền bối, người tốt, Bạch tiền bối, A Thập Lục, các ngươi tu luyện kết thúc. Tống Thư Hằng từ không trung hạ xuống, vuốt vuốt bắp chân của mình. Bình thường ngự đao phi hành, hắn cảm giác không có vấn đề. Nhưng phi hành hết tốc lực lúc, hắn luôn cảm giác chung quanh không có hàng rào loại hình, sẽ rất không nỡ. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm, lần này đi sửa thật phiên chợ mua đồ lúc, gặp gỡ chuyện gì sao? Bạch tiền bối buông xuống cháo, hỏi. Hừm, trên đường phát sinh một chút việc nhỏ, bất quá ta không bị đến tổn thương. Còn mặt ta sắc không dễ nhìn nguyên nhân, có thể là bởi vì vừa rồi bay quá nhanh. Tống Thư Hằng vuốt vuốt khuôn mặt. Sau đó hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Bạch tiền bối, ngài biết tu chân giới nơi nào có cải tạo phi kiếm, bảo đao địa phương sao? Bạch tiền bối, các đại môn phái đều có bản thân chế thức bảo đao, phi kiếm luyện chế chỗ. Mà lại đại đa số tu sĩ, đều sẽ bản thân luyện chế bảo đao cùng phi kiếm. Ngươi muốn luyện chế phi kiếm, ta nhớ được ngươi chuôi này bảo đao phách toái là tứ phẩm cấp bảo binh, tạm thời đầy đủ ngươi sử dụng a. Phách toái tạm thời đủ ta sử dụng, bất quá ta muốn cho hắn thăng cấp một chút. Tống Thư Hằng đạo. Bạch tiền bối, thăng cấp bảo đao, ta có thể cho ngươi thử một chút. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tài liệu sao? Là muốn đem hắn một hơi tăng lên tới ngũ phẩm cảnh giới. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói, không phải, ta chỉ là muốn cho nó thêm điểm đồ vật. Hắn đã có vô hình đao cổ có thể tính là trưởng thành hình thần binh, tương lai tại, bảo đao, phương diện. Hắn lựa chọn vô hình đao cổ làm chủ, tăng lên cảnh giới của nó, bồi dưỡng hắn. Cho nên đem phách toái tăng lên tới ngũ phẩm, ý nghĩa không lớn. Ra cái gì? Bạch tiền bối nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hằng lấy ra một cây Bắc Phương Đại Đế tiến hắn kình cốt, chính là cái này, ta nghĩ đem hắn ra đến bảo đao phách toái bên trên, biến thành hàng rào. Dứt lời, hắn còn móc ra bản thân vẽ mấy loại bản vẽ. Thi, hàng rào. Biệt tuyết tiên cơ. Tô Thị A Thập Lục khóe miệng co giật. Tống Thư Hằng thật đúng là không có từ bỏ ý nghĩ này a. Bạch tiền bối nghi hoặc, ra hộ cột làm gì? Ta cảm giác tăng thêm hàng rào phía sau có thể làm cho ta càng an tâm. Trong lòng an tâm, tốc độ phi hành mới có thể biến càng nhanh. Tống Thư Hằng kiên định nói. Tốc độ phi hành có thể biến càng nhanh. Bạch tiền bối trong con ngươi lộ ra vui mừng thần sắc. Thư Hằng, người rốt cục cũng cảm nhận được tốc độ diệu thú. Tống Thư Hằng, a. Xem ở truy cầu tốc độ phần bên trên, ta có thể thay ngươi xuất thủ luyện chế một chút. Bất quá một cây kình cốt không đủ, ít nhất phải hai cây, ta mới có thể đem kình cốt cắt gọn, chế tác thành một vòng hàng rào. Bạch tiền bối đạo, mà lại, hắn còn có thể vì hàng rào kèm theo thượng các loại trận pháp, chỉ cần kích hoạt, có thể tăng lên rất nhiều ngự đao tốc độ phi hành. Loại sự tình này, hắn am hiểu. Tống Thư Hằng, vậy thì tốt quá, kình cốt trong tay của ta còn có một số. Lúc đó đại đế một hơi hào sảng cho hắn 20 cây kình cốt. Tống Thư Hằng lấy ra 4 cái, lại đem bảo đao phách toái lấy ra, đưa cho Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, 2 cây dùng để chế hàng rào, khác 2 cây theo chúng ta, Cửu Châu Nhất Hào quần, thói quen, là tiền bối ngài giúp ta luyện chế thù lao. Đây là Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thói quen tốt, Tống Thư Hằng ra quần ngày đầu tiên, liền bị trong quần các tiền bối quán thâu, có nỗ lực mới có hồi báo tư tưởng. Được, Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, lúc đầu hắn là muốn cự tuyệt, bát phẩm kình cốt hắn lấy ra cũng vô dụng. Nhưng ở tiếp nhận kình cốt thời điểm, hắn đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu đã có 2 cây thêm lời thừa thái, có lẽ hắn vừa vặn có thể cân nhắc cho, lưu tinh kiếm cũng xứng một cái hàng rào thử một chút. Nói không chừng có hàng rào phía sau để hắn tại ngự kiếm phi hành lúc cũng càng an tâm, đến lúc đó bay càng nhanh đâu. Đối với có thể gia tăng bản thân tốc độ phương pháp, Bạch tiền bối luôn luôn là nguyện ý nếm thử. Tại là, Bạch tiền bối nhận lấy Tống Thư Hằng thù lao. Manh manh lưu tinh kiếm còn như con cá đồng dạng tại chủ nhân bên người bay tới bay lui. Hắn đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Diệt Phượng công tử khóe miệng một mực đang run rẩy. Tống Thư Hằng tiểu hữu phong cách vẽ càng ngày càng sập. Từ khi biết Tống Thư Hằng hữu khởi, hình tượng của đối phương liền từ một cái bình thường học sinh hướng quỷ dị phong cách vẽ chuyển biến. Hắn đã từng biến chọc qua, đã từng tóc dài chấm đất, hắn từng biến qua cơ bắp to con, còn từng biến qua xanh tươi cự nhân, hắn tu luyện đao ý biến thành đao ý khôi giáp, pháp bào từ áo cà sa biến thành hắc thiết thần giáp. Hiện tại, lại thêm hàng rào phi đao, cái này phong cách vẽ quá say. Phong cách vẽ quỷ dị Tống Thư Hằng tiểu hữu,
cái này về muốn mượn hắn CPU luyện thần công gì? Có thể hay không cũng là rất kỳ hoa công pháp. Nghĩ tới đây, Diệt Phượng công tử trong lòng có chút bất an. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Biệt Tuyết Tiên Cơ tỉ mỉ điêu khắc bát phẩm cá khô nhỏ bên trên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cắn răng. Đây là hạng gì mỹ vị cá khô nhỏ? Vừa rồi Biệt Tuyết Tiên Cơ liền đã nói với hắn, Tống Thư Hằng tiểu hữu mời nàng làm ra không ít cá khô nhỏ. Chờ mượn xong CPU luyện thật là thần công phía sau Diệt Phượng công tử có thể được một túi nhỏ cá khô, ngẫm lại cũng cảm giác rất hạnh phúc. Bất quá, tốt nhất vẫn là hỏi trước một chút Thư Hằng tiểu hữu chuẩn bị luyện thần công gì. Nghĩ tới đây, Diệt Phượng công tử hỏi, Thư Hằng tiểu hữu, người cái này hồi tưởng cho ta mượn năng lực thiên phú luyện công pháp gì? Hừm, ta muốn luyện chính là một cái yêu tu tổ chức bí truyền thần công. Bởi vì ta là thân thể của nhân loại. Tu luyện cái kia công pháp lúc không cách nào kích hoạt, cho nên muốn đến mượn Diệt Phượng tiền bối tới tu luyện. Tống Thư Hằng thành thật đạo. Diệt Phượng công tử nghi ngờ nói, nhưng là, dạng này có ý nghĩa gì? Thân thể của ngươi chung quy là nhân loại, coi như cho ta mượn ý thức đem công pháp phỏng đoán hoàn thành, ngươi cũng chỉ có thể đạt được một số phương diện tu luyện kinh nghiệm, bản thân ngươi không cách nào nắm giữ môn công pháp này đi. Ta muốn cũng chỉ là kinh nghiệm, Tống Thư Hằng mỉm cười nói. Thì ra là thế. Diệt Phượng công tử gật đầu nói, như vậy, chúng ta không bằng hiện tại liền bắt đầu. Ta có chút đuổi thời gian. Tốt, vậy chúng ta đến phụ cận cái trống trải địa phương. Tống Thư Hằng đạo, hắn tối hôm qua cái kia không người rừng cây cũng không tệ. Đừng như vậy phiền phức, Biệt Tuyết Tiên tử nơi này khẳng định có sân luyện công a. Thời gian quý giá, có thể quy tắc tóm tắt giản. Diệt Phượng công tử đạo. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái, Diệt Phượng tiền bối. Ta chính là không muốn tại Bạch Tiền Bối, thì trước mặt của bọn hắn, luyện tập bộ này yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự mới muốn chuyển di địa bàn A. Tống Thư Hằng cho Diệt Phượng công tử truyền âm nói, vậy không bằng đi chuyển rời đến thế giới của ta đi, nơi đó tu luyện dễ dàng hơn. Không được, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Diệt Phượng công tử xuất khí hất đầu, lộ ra một cái để nữ tu nhóm trầm mê xuất khí góc độ. Tống Thư Hằng. Biệt Tuyết Tiên Cơ động phủ tu luyện chàng. Biệt Tuyết Tiên Cơ, Bạch Tiền Bối, Tô Thị A Thập Lục, thì tại bên cạnh vây xem. Diệt Phượng công tử đứng ở Tống Thư Hằng trước người, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn thi triển thiên phú. Ta chuẩn bị xong, Tống Thư Hằng thở dài sự tình vì cái gì biến thành bộ dạng này. Một lát sau, Diệt Phượng công tử thi triển năng lực thiên phú. Tống Thư Hằng thành công mượn đến CPU. Diệt Phượng tiền bối. Sự tình phát triển trở thành bộ dạng này, cũng đừng oán ta à. Yêu tình ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự chiêu thứ nhất thần thánh ăn cắp thuật. Tống Thư Hằng đang chuẩn bị thi triển một chiêu này lúc, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một chiêu này, hắn một mực là không luyện, chưa từng có đối với người khác thi triển qua. Hiện tại khó được bên cạnh có người vây xem, không bằng thử một chút. Có lẽ có thể có không đồng dạng thu hoạch cùng phát hiện. Nghĩ tới đây. Tống Thư Hằng ánh mắt từ vây xem đám người lướt qua. Bạch tiền bối khẳng định không được, trộm hắn đồ vật vạn nhất phát động tai nạn liền phiền toái. Thì quá manh, không có ý tứ ra tay. Tô Thị A Thập Lục, quá quen, không có ý tứ ra tay. Như vậy, chính là ngươi, Biệt Tuyết Tiên Cơ. Chương 1204, tống đầu gỗ bí mật của ngươi bị ta phá giải đi ra. Xem ta, thần thánh ăn cắp thuật. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử. Đưa tay nhắm ngay không rõ chân tướng ăn dưa Biệt Tuyết Tiên Cơ. Thần thánh ăn cắp thuật rất sâu, luyện tập đến cảnh giới tối cao lúc, vượt cấp ăn cắp cũng không có vấn đề gì. Điểm ấy, năm đó thông nương liền tự mình xác minh qua. Tống Thư Hằng, thần đối ăn cắp thuật, mặc dù mới luyện hai lần, nhưng đừng quên, hắn đã từng thay vào thông nương nhân sinh. Thông qua nhập mộng trạng thái, hắn đã từng phụ thân quá khứ thông nương, luyện qua vô số lần thần thánh ăn cắp thuật. Cho nên lần này mặc dù là lần thứ nhất đối người xuất thủ, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt. Thần thánh ăn cắp thuật liền phảng phất thành Tống Thư Hằng linh hồn bổ sung bản năng đồng dạng. Bên trong, Tống Thư Hằng trong lòng nói. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều một khối thơm ngào ngạt tơ chất chi vật. Vừa mới bắt đầu, hắn coi là đây là tiên cơ mang theo người khăn tay. Nhưng cẩn thận cảm ứng một chút, lại cảm thấy không đúng. Thứ này so khăn tay muốn dày một số, trầm hơn điểm. Trộm được vật gì? Tống Thư Hằng lùi về Diệt Phượng công tử tay, nhìn kỹ. À, cái này tựa hồ là một đầu cái chăn. Cái chăn rất mỏng,
hơn nữa nhìn đi lên hẳn là bị tiên cơ làm pháp thuật, gấp thành lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Tống Thư Hàng khống chế Diệt Phượng công tử trên mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiên cơ tùy thân mang theo một đầu cái chăn làm gì? Chẳng lẽ cái này cái chăn là cái gì pháp khí? Không đúng, cái này cái chăn thượng không có một tia sóng pháp lực. Mà lại, hắn nhìn qua khá quen, cái này cùng hắn hôm qua sống nhờ tiên cơ động phủ trong phòng khách cái chăn, là một cái kiểu dáng. Đây chính là một đầu phổ thông, rất mỏng cái chăn. Tiên cơ vì sao lại đem hắn chân tàng? Hắn có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tống Thư Hàng não hải tật chuyển. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng. Nếu thật là như vậy vậy liền quá không ổn, cái này cùng trộm được biệt tuyết tiên cơ thiếp thân chi vật không sai biệt lắm. Hy vọng là ta đoán sai. Có lẽ tiên cơ chỉ là đem trong phòng khách tất cả cái chăn đều thu lại, chuẩn bị thanh tẩy một lần. Một bên suy tư, một bên Tống Thư Hàng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, ngẩng đầu lên, nhìn về phía biệt tuyết tiên cơ quá trình này có dài đến 3 giây trì hoãn, là Diệt Phượng công tử năng lực thiên phú tác dụng phụ. Ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy biệt tuyết tiên cơ chính lạnh lùng nhìn thân thể của hắn cùng Diệt Phượng công tử. Tiên cơ ánh mắt, đặc biệt sắc bén, một mực đem hai người khóa chặt. Nàng xem thấy Tống Thư Hàng cùng Diệt Phượng công tử ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn hai cái muốn bị xử lý linh thú, nàng ánh mắt như đao, phảng phất tại cân nhắc muốn từ nơi nào nhập đao, mới có thể để cho cái này hai cái linh thú chết sạch sành sanh lưu loát. Không tốt, Tống Thư Hàng trong đầu phát ra cảnh báo. Sự hoàn. Ta vừa rồi vì sao lại ra tay với biệt tuyết tiên cơ, rõ ràng bất kể là Tô Thị A thập lục vẫn là thi, đều an toàn hơn A. Vừa rồi làm ra quyết định trong nháy mắt, ta nhất định là mắc bệnh. Làm sao bây giờ, hiện tại muốn làm sao? Tống Thư Hàng vắt hết óc, suy tư giải quyết chi pháp. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối, Tô Thị A thập lục, thì đều nghi ngờ nhìn qua biệt tuyết tiên cơ, cùng khống chế Diệt Phượng công tử Tống Thư Hàng. Thi cảnh giới tương đối thấp. Không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Tô Thị A thập lục nhìn cũng rất mơ hồ, chỉ có Bạch Tiền Bối nhìn thấy Tống Thư Hàng thi triển một cái kỳ quái thuật, sau đó từ trên thân biệt tuyết tiên cơ vào tay xếp xong tơ chất hình dáng vật phẩm. Lại nói tiếp, biệt tuyết tiên cơ trên người sát ý hiển hiện, cực kỳ sắc bén. Thư Hàng tiểu hữu lại tác tử sao? Bạch Tiền Bối xoa cằm, thầm nghĩ trong lòng. Người đối biệt tuyết tiên cơ làm cái gì? Lúc này, nhận Tống Thư Hàng mãnh liệt tâm tình chập chờn ảnh hưởng. Diệt Phượng công tử có cảm ứng, thanh âm của hắn vang lên. Thiên phú của hắn năng lực biến mạnh hơn một số, coi như đem CPU cho mượn Tống Thư Hàng, còn có thể trực tiếp tại trong đầu cùng Tống Thư Hàng tiến hành giao lưu. Ta trộm được một đầu cái chăn, không sai biệt lắm thuộc về biệt tuyết tiên cơ tư ẩn. Tống Thư Hàng trả lời. Cái nào cấp bậc tư ẩn? Diệt Phượng công tử đạo. Tống Thư Hàng, nhìn biệt tuyết tiên cơ ánh mắt, nàng khả năng đang suy nghĩ giết người diệt khẩu. Ngươi nhất định phải chết, ngoài ra ta muốn hỏi một chút, bị diệt khẩu đối tượng, sẽ không bao quát ta đi. Diệt Phượng công tử đạo. Tống Thư Hàng, Diệt Phượng tiền bối ngài nói đúng không? Hiện tại tình trạng của chúng ta, không phân khác biệt a. Nhật, Tống Tam Lãng, ngươi tác tử thời điểm có thể hay không đừng mang ta lên. Diệt Phượng công tử cả giận nói. Tống Thư Hàng. Lần này, hắn không phản bác được. Mau xin lỗi a, còn thất thần làm gì? Diệt Phượng công tử kêu lên. Xin lỗi. Đúng, kế thần thánh ăn cắp thuật về sau, liên tiếp chiêu thứ hai chính là, đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Tống đầu gỗ trong biên chế viết bộ này yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự lúc, có phải là cố ý hay không? Thừa dịp không có bị biệt tuyết thiên cơ đưa lên thực tiên yến trước, cho ta thật tốt xin lỗi. Nếu như không cách nào lấy được biệt tuyết thiên cơ tha thứ, ngươi liền chết chắc. Ta tuyệt đối sẽ đại nghĩa diệt hữu. Diệt Phượng công tử oán hận nói. Tống Thư Hàng. Đây là thật loạn trong giặc ngoài. Lúc này, chỉ có thành khẩn nói xin lỗi. Biệt tuyết tiên cơ Tống Thư Hàng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, nhảy lên thật cao. Vọt càng cao, thành ý càng đủ. Bất quá, vì cho Diệt Phượng công tử bảo tồn mặt mũi. Tại nhảy đến giữa không trung thời điểm, Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, thử để Diệt Phượng công tử khôi phục nguyên hình. Phanh, một đầu hình thể thon dài năm đuôi miêu yêu, xuất hiện ở giữa không trung. Bịch một tiếng, năm đuôi miêu yêu thân thể như mãnh liệt hư rơi xuống đất, chính là 500 loại đầu hàng pháp bên trong, lớn nhất khí thế, mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức. Sau khi hạ xuống, Tống Thư Hàng vốn muốn nói, tiên cơ, ta sai rồi. Nhưng vừa ra khỏi miệng,
liền biến thành một chuỗi dài, meo 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 meo. Tống Thư Hàng. Nguyên lai Diệt Phượng tiền bối là mèo A, thật đáng yêu. Thi La Lị đạo. Tô Thị A thập lục tán đồng gật đầu. Bạch tiền bối thì xác định Tống Thư Hàng tiểu hữu là tác tử, chọc giận Biệt Tuyết Tiên Cơ. Biệt Tuyết Tiên Cơ ánh mắt rơi vào Diệt Phượng công tử miêu yêu hình thái thượng, bởi vì đột nhiên biến thành mèo loại hình thái, nguyên bản bị Diệt Phượng công tử nắm trong tay cái chăn, này lúc bị ép đến vuốt mèo dưới, móng vuốt sắc bén lúc nào cũng có thể xé rách cái chăn. Tống Thư Hàng lại thử khống chế Diệt Phượng công tử thân thể lên tiếng, kết quả vẫn như cũ là cái kia một tiếng, meo. Biệt Tuyết Tiên Cơ, a a a a. Tiếng cười lạnh cực kỳ, đã đạt đến độ không tuyệt đối cấp bậc. Nếu như không phải Bạch tiền bối ngay tại bên người, nàng hiện tại tuyệt đối đã xông lên, để Tống Thư Hàng cùng Diệt Phượng công tử biết, tiên chủ, lợi hại. Tống Thư Hàng, không ổn, lộng khéo thành vụng. Sau đó làm sao bây giờ? Nếu như theo, đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp, tiếp tục nữa, thức thứ hai là, nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng thức. Cái gọi là xin lỗi lúc lộ ra cái bụng là thường thức. Xin lỗi lúc liền hướng nhân loại tu sĩ lộ ra bản thân đáng yêu bụng nhỏ, biểu thị bản thân là vô hại, phối hợp thêm manh manh biểu lộ, có thể gây nên nhân loại tu sĩ lòng trắc ẩn. Diệt Phượng tiền bối miêu yêu hình thái rất thích hợp cái tư thế này. Nhưng là, cái tư thế này vẫn là rất xấu hổ. Thi triển phía sau rất có thể sẽ bị Diệt Phượng công tử diệt khẩu. Dù sao đều dược hoàn tiết tấu. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một mảnh cộng minh. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng thứ nhất, nhập môn công pháp hiện lên ở trong đầu của hắn. Thật sự sinh ra cộng minh rồi. Hai loại công pháp đặc thù ở giữa, cộng minh, càng phát ra mãnh liệt. Mà hết thảy này biến hóa, đều tại Diệt Phượng công tử lộ ra miêu yêu hình thái thi triển, mãnh hổ rơi xuống đất xin lỗi thức, về sau. Tống Thư Hàng hít sâu. Lúc này, hắn đem hết thảy tất cả ném sau ót. Lấy nhà nghiên cứu thân phận. Bắt đầu thi triển thức thứ hai, nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng thức. Diệt Phượng công tử thân thể lăn khỏi chỗ, meo. Bộ dáng này, manh một mặt máu. Biệt Tuyết Tiên Cơ, ha ha. Bây giờ mới biết bán manh, trễ. Mà lúc này, Tống Thư Hàng trong trí nhớ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng thứ nhất kế tục công pháp ký ức, không ngừng hiển hiện. Quả nhiên hữu hiệu. Nếu như ta tiếp tục thi triển một bộ này yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, có lẽ thật có thể đem bên trong tống đầu gỗ lưu lại bí mật tìm ra. Tại là, Tống Thư Hàng bắt đầu khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, bắt đầu đâu ra đấy tu luyện. Đầu hàng 500 loại phương pháp, dụ hoặc nhân loại tu sĩ chi pháp, thậm chí còn có kim khâu nữ công. Bạch Tôn Giả, Tô Thị A Thập Lục, thì cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ, yên lặng nhìn lấy miêu yêu hình thái Diệt Phượng công tử các loại giày vò. Khi thì lấy miêu yêu thân thể không ngừng vặn vẹo khiêu vũ, còn thỉnh thoảng cho đám người vứt mị nhãn. Khi thì nhu thuận móc ra kim khâu, bắt đầu may y phục, khi thì bắt đầu nghiêm túc quét dọn. Đủ loại đạo cụ, đều là Tống Thư Hàng trước kia chuẩn bị xong. Hắn hôm qua luyện hai chuyến bí tịch, đạo cụ chuẩn bị rất đầy đủ. Con hàng này đến cùng đang làm gì, đây chính là đang luyện bí mật công pháp. Đây là mắc bệnh A, Biệt Tuyết Tiên Cơ khóe miệng co giật. Thư Hàng tựa hồ tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Bạch tiền bối xoa cằm, đạo. Thi, a, dạng này cũng có thể đi vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ cũng quá không đáng giá a. Tô Thị A Thập Lục, nếu như ta không nhìn lầm, Thư Hàng đang thi triển hẳn là, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, bí tịch. Thật đúng là bí pháp, Biệt Tuyết Thiên Cơ khóe miệng co quắp ác hơn. Ta nhớ được Đông Phương Lục đạo hữu chính là cái này tổ chức trưởng lão a. Bạch Tôn Giả đạo. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tống Thư Hàng đem hoàn chỉnh yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự thi triển một lần. Ngay từ đầu, trong đầu hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công còn có thể cùng bí tịch tiến hành cộng minh. Nhưng tu luyện tới phía sau thời điểm, cộng minh đình chỉ. Bất quá, có một chuỗi kỳ quái văn tự không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không phải viễn cổ văn tự, cũng không phải hiện đại văn tự. Mà là các loại không có ý nghĩa phù văn. Bí văn. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Đây chính là vị kia, âm lãnh tôn giả, nói dấu ở yêu tu tổ chức trong bí tịch bí văn. Mà bản này bí văn chỉ cần dùng, tam thập tam thú thần tông, bên trong truyền thừa xuống một loại phá giải pháp, liền có thể đem hắn phá giải, đạt được hoàn chỉnh ám trung truyền thừa. Đây chính là tống đầu gỗ dấu ở trong bí tịch bí mật, không sai.
bản đầy đủ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng xứng đôi pháp bảo phương pháp luyện chế, chỉ kém cái cuối cùng trình tự, liền muốn tới tay. Có lẽ hắn thật có thể tại ngũ phẩm trước, đem tổ hợp pháp khí luyện chế ra tới. Coi như hắn không có tốt như vậy khí vận cộng tài phú, ít nhất cũng phải đem cùng cự kình thiên xứng đôi bản mệnh pháp khí luyện chế thành công. Tống đầu gỗ lưu lại bí mật, tới tay. Chương 1205, một đám tống thư hàng cùng cương thủ. Tại phá giải tống đầu gỗ giấu ở yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự mật văn phía sau, tống thư hàng trong lòng đặc biệt thoải mái. Loại này người khác từ viễn cổ thời đại lên đều không có giải khai vấn đề, nhưng ngươi lại tìm được giải đề phương pháp, tại phá đề trong nháy mắt, tự nhiên sẽ có loại siêu cấp thỏa mãn cảm giác sảng khoái. Thỏa mãn cảm giác sảng khoái đi qua sau, tống thư hàng trong lòng đột nhiên lại chịu nặng. Bởi vì thoải mái qua phía sau, hắn sau đó phải đối mặt là Diệt Phượng công tử cùng Biệt Tuyết tiên cơ hai tầng lửa giận. Dược hoàn, dược hoàn. Sau đó làm sao bây giờ? Chờ Diệt Phượng công tử, mượn CPU thiên phú, thời gian sau khi kết thúc, hắn có thể hay không bị Diệt Phượng công tử cùng Biệt Tuyết tiên cơ chém chết. Không thể hoảng, tỉnh táo lại. Chân nam nhân, coi như đối mặt mưa to gió lớn nguy cơ, cũng phải bình tĩnh tỉnh táo, suy nghĩ phương pháp phá giải, vượt qua nguy cơ. Như thế nào mới có thể giải quyết nổi giận Diệt Phượng công tử cùng Biệt Tuyết tiên cơ? Diệt Phượng công tử, nếu không lại đến chút ít cá khô. Không ổn, cảm giác không đùa. Đối Diệt Phượng công tử đã dùng qua một lần chiêu số, lần nữa sử dụng khẳng định liền không có bao nhiêu hiệu quả, trừ phi hắn có thể được đến cửu phẩm cấp cá khô nhỏ. Nhưng cửu phẩm cấp tồn tại, nôn điểm nước bọt đều có thể đem hắn diệt, nghĩ ra được cửu phẩm cấp cá khô nhỏ đơn giản nằm mơ. Công thức tống thư hàng cộng cửu phẩm loài cá khô nhỏ bằng tống thư hàng làm. Vậy trừ cá khô nhỏ bên ngoài, còn có cái gì có thể dập tắt một đầu miêu yêu lửa giận? Miêu yêu cũng là mèo, cho nên cọng lông đoàn, đua mèo bổng. Tống thư hàng trong đầu tưởng tượng thấy bản thân ném ra một cái cọng lông đoàn cùng đua mèo bổng, Diệt Phượng công tử nhào về phía cọng lông đoàn hình ảnh, lại vây quanh đua mèo bổng nhảy vọt hình ảnh. Ách, làm sao cảm giác dạng này càng tác tử? Có lẽ hắn có thể bắt bé đáng yêu chuột cho Diệt Phượng công tử làm đồ chơi. Tỷ như, con nào đó đáng yêu tà ma chuột hamster. Có lẽ Diệt Phượng công tử đối dạng này chuột hamster tà ma sẽ rất có hứng thú. Nhưng vấn đề tới, nếu quả như thật đem chuột hamster tà ma bắt lấy đưa cho Diệt Phượng công tử, ngày thứ hai hắn tống mẫu nhân liền sẽ biến thành sủng vật, bị bạch tiền bối bắt đi. Đầu này công thức tương đối phức tạp, liền không xếp đặt. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt Diệt Phượng công tử tựa hồ là vô giải. Vọng thiên, chẳng lẽ ta phải dùng bản tôn sử dụng, mãnh hổ rơi xuống đất thức đầu hàng pháp, hướng Diệt Phượng tiền bối xin lỗi. Đang lúc tống thư hàng hồ tư loạn tưởng lúc. Phanh. Diệt Phượng công tử thiên phú pháp thuật giải trừ. Tống thư hàng ý thức về tới bản thể của hắn bên trong. A, làm sao nhanh như vậy? Tống thư hàng cả kinh nói, Diệt Phượng tiền bối mượn CPU năng lực thiên phú, bình thường đều có thể duy trì thời gian rất lâu a. Lần này làm sao ngắn như vậy? Ha ha ha, năm đuôi miêu yêu hình thái Diệt Phượng công tử một trận cười lạnh, nó đệ ngũ cây cái đuôi dựng đứng lên, chết một vạn lần đi, Tống thư hàng tiểu hữu. Đợi chút nữa, Diệt Phượng tiền bối, kỳ thật việc này không thể chỉ trách ta à. Ta đều nhắc nhở qua ngươi tốt mấy lần, hoặc là tìm địa phương không người, hoặc là đi thế giới của ta đi tu luyện bộ công pháp này à. Tống thư hàng thốt ra. Trả lời vô dụng, hóa thành một bãi, vỡ vụn một chỗ đi, tống thư hàng. Diệt Phượng công tử kêu lên. Một bãi là ý gì? Chờ đã, chẳng lẽ là cái kia thiên phú pháp thuật? Chính là lần trước để đậu đậu vỡ thành một bãi chất lỏng quỷ dị năng lực, đậu đậu về sau bị chứa ở trong bình hoa ngây người vài ngày mới khôi phục tới. Ta cự tuyệt, pháp thuật này ta tuyệt đối không cần. Tống thư hàng dứt lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền chuẩn bị hướng hạch tâm thế giới tránh né không thể trêu vào, hắn còn không trốn thoát sao. Nhưng là, tại hắn ý niệm vừa rồi thời điểm, hắn cảm giác mình thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Ha ha ha, trễ. Ta pháp thuật đang mượn CPU lúc kết thúc đã khởi động. Diệt Phượng công tử đạo. Tống thư hàng, tại sao có thể như vậy, ta không có một chút cảm ứng. Diệt Phượng công tử đang sử dụng pháp thuật thiên phú thời điểm, ấn lý thuyết chí ít cũng có chút năng lượng ba động mới đúng a. Rất đơn giản, bởi vì mượn CPU sau khi kết thúc, người trở về thân thể của mình lúc, kéo dài 3 giây. Diệt Phượng công tử bình tĩnh đạo. Tống thư hàng. Ngọa thảo. Diệt Phượng tiền bối gian lận.
Sau một khắc, ba, một tiếng, Tống Thư Hàng thân thể hóa thành một bãi chất lỏng, rơi xuống một chỗ. Trên người hắn vật phẩm rơi xuống một chỗ. Sau đó, một bãi hình dáng Tống Thư Hàng tụ lại, giống con slime đồng dạng nhúc nhích. Thi La Lị mở to hai mắt nhìn, Tống Sư Huynh biến thành một bãi. Tô Thị A thập lục, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đạo lý kia vì cái gì Tống Thư Hàng chính là không rõ. Bạch tiền bối, ta nhớ được Diệt Phượng đạo hữu cái thiên phú này năng lực chỉ có 3 phần 10 tả hữu xác suất thành công A. Dạng này đều sẽ một phát bị biến thành một bãi, Thư Hàng, người hôm nay vận khí không tốt lắm A. Một bãi hình dáng Tống Thư Hàng, bất hạnh A. Tam lãng tiền bối đã từng nói, yêu tác tử người vận khí cũng sẽ không quá kém, vì cái gì hắn cứ như vậy bất hạnh. Thi La Lị, A, cái trạng thái này Tống Sư Huynh còn có thể nói chuyện. Nàng hiếu kỳ chạy chậm đến hóa thành một bãi Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra ngón tay, liền muốn hướng hóa lỏng Tống Thư Hàng trên người đâm tới. Đừng đâm, hóa lỏng trạng thái cảm giác rất kỳ quái, thì ngón tay của ngươi nếu là đâm tới được lời nói, cảm giác sẽ rất không ổn. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Tiểu hài tử chính là như vậy, nhìn thấy vật kỳ quái phản ứng đầu tiên chính là dùng ngón tay hoặc là dùng nhánh cây đi đâm. Liền liền xem như nhu thuận Thi La Lị đều không thể tránh cho. Mặt khác, Tống Thư Hàng phát hiện thân thể của mình đang bị hóa lỏng về sau, giác quan biến rất thú vị. Không có con mắt, hắn nhưng có thể trông thấy. Không có cái mũi, hắn nhưng có thể ngửi được. Không có lỗ tai, hắn nhưng có thể nghe thấy. Không có miệng, hắn nhưng có thể nói chuyện. Cùng nhân loại trạng thái giác quan hoàn toàn khác biệt. Nói thật, loại cảm giác này rất mới mẻ, chơi rất vui. Thân thể như là nước chảy lưu động lúc, là nhân loại trạng thái không thể thể nghiệm cảm thụ. Mà lại, chỉ cần trầm tĩnh lại, để hóa lỏng thân thể hoàn toàn bày ra tại mặt đất, hội cảm thấy siêu cấp buông lỏng. Cái này so với nhân loại trạng thái lúc, đem thân thể vùi đầu vào trên mặt giường nước còn muốn dễ chịu gấp trăm lần. Tống Thư Hàng vậy mà cảm giác có chút thoải mái. Ngọa thảo, cái trạng thái này đều có thể tìm tới thoải mái điểm, ta có phải bị bệnh hay không? Hóa lỏng trạng thái duy nhất không thuận tiện chính là di động phương diện, nhưng hắn có vô hình đao cổ, coi như hóa thành một bầy. Hắn còn có thể ngự đao phi hành. Mà lại, nếu như cái trạng thái này ta đi tu luyện các loại công pháp, sẽ có hiệu quả gì? Tỷ như hiện tại thử một chút cương thủ, hóa lỏng trạng thái thời điểm, cương thủ hội lấy như thế nào hiệu quả xuất hiện? Tống Thư Hàng não đại động mở. Trong lúc suy tư, Tô Thị A thập lục đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh, đem hắn vật phẩm trước thu lại, lần trước đậu đậu duy trì cái trạng thái này bao lâu? Vài ngày thời gian đi, Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A thập lục, nếu không, cũng đưa ngươi chứa vào trong bình đi. Tống Thư Hàng. Một bên khác, Diệt Phượng công tử biến trở về hình người, ha ha, yên tâm đi, ngươi lần này cùng đậu đậu khác biệt, sẽ không hóa lỏng vài ngày. Tống Thư Hàng, đa tạ Diệt Phượng tiền bối thủ hạ lưu tình. Hừm, bởi vì ta thứ năm năng lực thiên phú nắm giữ càng lưu, người biến thân chỉ ít có thể duy trì một tháng. Diệt Phượng công tử đạo. Vọng Thiên, đây không phải càng hỏng bét nha. Tống Thư Hàng, Diệt Phượng tiền bối, một tháng quá dài, chúng ta chỉ tranh sớm chiều, cho nên, thời gian áp xúc một chút được hay không? Mà lúc này, Biệt Tuyết tiên cơ đi lên, nàng đối Diệt Phượng công tử mỉm cười, Diệt Phượng đạo hữu làm xinh đẹp. Nói xong, tiên cơ đưa lên một túi cá khô nhỏ, đây là Tống Thư Hàng trước đó đáp ứng cho Diệt Phượng công tử thù lao, Biệt Tuyết tiên cơ mặc dù trong lòng có lửa giận, nhưng cái này lửa giận hiện tại cũng chuyển di tại Tống Thư Hàng trên người. Diệt Phượng công tử tiếp nhận cá khô nhỏ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn có chút lo lắng Biệt Tuyết tiên cơ có thể hay không tại cá khô nhỏ trên dưới độc. Bất quá hắn suy nghĩ thêm đến Biệt Tuyết tiên cơ tính cách phía sau liền bác bỏ ý nghĩ này. Thân là đỉnh tiêm tiên chủ kiêu ngạo, Biệt Tuyết tiên cơ sẽ không cho phép tác phẩm của chính nàng bị ô nhiễm. Tại bản thân tác phẩm trung hạ độc sự tình, nàng là tuyệt đối làm không được. Trừ phi nàng ngay từ đầu liền chế tác chính là kịch độc thức ăn. Tiếp nhận cá khô nhỏ phía sau Diệt Phượng công tử đối chúng đạo hữu chắp tay nói, như vậy các vị đạo hữu, ta kế tiếp còn có việc gấp muốn làm, trước một bước cáo từ. Diệt Phượng đạo hữu không còn lưu thêm mấy ngày thời gian sao? Ban đêm ta đang chuẩn bị làm một bàn thiên hào, là ta vì thực tiên yến, thí nghiệm vài món thức ăn hệ. Biệt Tuyết tiên cơ mỉm cười nói. Diệt Phượng công tử liếm liếm khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu, mặc dù rất muốn để lại dưới. Bất quá tiếp xuống ta thật sự còn có chút việc gấp. Biệt Tuyết tiên cơ tiếc nuối nói, cái kia Diệt Phượng đạo hữu, đi đường cẩn thận. Gặp lại,
Diệt Phượng công tử xuất khí hất đầu, tế ra phi kiếm của mình. Bạch tiền bối, thi, Tô Thị A Thập Lục phất tay hướng hắn cáo biệt. Diệt Phượng công tử tế lên phi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa biệt Tuyết Tiên Cơ động phủ. Sốt cục chạy thoát rồi, bò bò giữ mình, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Diệt Phượng công tử thầm nghĩ, mặc dù ban đêm biệt Tuyết Tiên Cơ tự tay chế tác tiên hào rất dụ hoặc, nhưng bây giờ hắn nào có lá gan ăn. Nếu như lưu lại, nói không chừng hôm nay biệt Tuyết Tiên Cơ tiệc tối nhiều một đạo gọi, long hổ đấu, món ăn nổi tiếng. Đến mức bị biến thành một bãi tống thư hàng tiểu hữu. Ha ha, tống tiểu hữu chết cho ta một vạn lần liền tốt. Cái kia xấu hổ bí tịch, từ đầu tới đuôi đều tràn đầy viết kép xấu hổ. Diệt Phượng công tử chỉ cần hồi tưởng lại, đều muốn đập đầu chết. Họ tống chết cho ta 1.000 vạn lượt, Diệt Phượng công tử cắn răng nói. Này lúc, thi, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối cùng biệt Tuyết Tiên Cơ, đều ngồi xổm ở tống thư hàng bên người. Nhìn qua có chút dinh dính, không quá thích hợp nhập đồ ăn. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo. Tống thư hàng lệ rơi đầy mặt. Bạch Tiền Bối có biện pháp giải trừ pháp thuật này sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, 1 tháng hơi dài. Bạch Tiền Bối, nếu như muốn mở ra Diệt Phượng đạo hữu pháp thuật, ta muốn nghiên cứu một chút hóa lỏng thư hàng, thử lại lần nữa phương pháp phá giải. Chờ một chút, Tống thư hàng nói, đang nghiên cứu hóa lỏng lúc ta trước đó, trước hết để cho ta hoàn thành mấy cái thí nghiệm. Ngươi muốn làm gì? A Thập Lục hiếu kỳ nói. Ta đi thử một chút mấy cái công pháp. Tống thư hàng dứt lời, bắt đầu thi triển cương thủ năng lực. Sau đó, hóa lỏng trạng thái Tống thư hàng trên người, nhiễm lên đen kịt một màu kim trúc nhan sắc. Bởi vì không có tay, cho nên đen kịt kim trúc sắc tràn đầy toàn thân hắn. Chương 1206. Cắt người không cắt thận các ngươi đều không nghe qua sao. Tống thư hàng biến thành một bãi đen kịt, có được kim loại sáng bóng chất lỏng. Ta còn tưởng rằng có thể ngưng tụ ra hai cái tay trạng thái, kết quả là toàn bộ thân thể đều biến thành kim trúc. Tống thư hàng tiếc nuối nói, hắn tiếp xuống muốn nếm thử công pháp, nếu như có thể ngưng tụ ra cánh tay lời nói hội thuận tiện một số. Tô Thị A Thập Lục, đây coi như là màu đen thủy ngân sao. Thì La Lị nhãn tình sáng lên, Tống Sư Huynh, cái trạng thái này có thể đâm sao? Tống thư hàng, không đợi hắn trả lời, thì đã duỗi ra ngón tay, dùng sức đâm ở trên người hắn. Đâm một cái, cứng rắn ngạnh ngạnh, căn bản đâm không đi vào. Nhưng Tống thư hàng thân thể lại có thể tùy ý lưu động, tùy ý cải biến hình dạng, nhìn qua rất mềm mại dáng vẻ. Theo hắn hình dạng cải biến, tầng kia cương thủ bổ sung kim trúc làn da cũng sẽ tùy theo biến hóa. Ta còn tưởng rằng lại là mềm nhũn, thì lại chọc chọc, vẫn như cũ đâm bất động. Ta cương thủ đã đại thành, người đâm bất động. Tống thư hàng nói, đúng rồi, có tấm gương sao? Ta muốn thấy nhìn ta hiện tại bộ dáng. Bạch tiền bối, người vẫn là không nên nhìn thì tốt hơn, bộ dáng bây giờ của ngươi. Có chút áp chế. Tựa như là bị ngã trên mặt đất thủy ngân, lại biến thành màu đen. Thì La Lị nói bổ sung. Tô Thị A Thập Lục an ủi, kỳ thật còn tốt a, có được kim loại sáng bóng phía sau so với trước đó niêm hồ hồ một bãi muốn trông tốt nhiều. Tống thư hàng. Lại nói, nếu là hóa lỏng thân thể, có thể mở ra sao? Biệt Tuyết Tiên Cơ lộ ra thân mật mỉm cười. Hẳn là có thể đi. Tống thư hàng trả lời lúc trước đậu đậu bị Diệt Phượng công tử biến thành một bãi phía sau đụng phải pha lê, sau đó vỡ vụn một chỗ rơi xuống. Sau đó lại dung hợp trở về, một chút việc đều không có. Biệt Tuyết Tiên Cơ, ta có thể thử một chút không? Tống thư hàng ngay lập tức đem thân thể của mình co lại thành một cái cầu, điên cuồng thôi động cương thủ cường độ, chớ làm loạn a, Tiên Cơ. Vạn nhất cắt hỏng làm sao bây giờ? Thật sợ thành một khỏa cầu. Vẫn là ta đến cắt đi. Bạch tiền bối nói, muốn phá giải Diệt Phượng đạo hữu cái bí pháp này, đem hóa lỏng ngươi cắt miếng là nhất định. Không cần lo lắng, cắt xong nhất định có thể lắp ráp trở về. Bạch tiền bối nửa câu đầu để cho người ta rất an tâm, nửa câu nói sau để cho người ta rất lo lắng. Lắp ráp trở về. Hắn không khỏi nhớ tới năm đó những cái kia bị bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, phát xạ đến trong vũ trụ đi đồ điện gia dụng. Nếu như bị bạch tiền bối hủy đi, lại lắp ráp trở về, thiếu mấy cái linh kiện làm sao bây giờ? Chờ một chút, bạch tiền bối các ngươi chờ một chút, ta còn có mấy cái kỹ năng muốn thử một chút. A Thập Lục, đưa tay xuyên pháp khí trước cho ta, ta muốn đem phong thiện bút lấy ra. Tống thư hàng đạo. A Thập Lục đưa tay xuyên pháp khí lấy ra, phóng tới mặt đất, người cái trạng thái này có thể nắm chặt bút sao? Duy trì cương thủ trạng thái lời nói,
hẳn là có thể, nhưng đáng tiếc không có ngưng tụ ra hai tay. Tống Thư Hàng đạo. Dứt lời, hắn quấn lấy vòng tay pháp khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phong thiện bút lấy ra. Sau đó duy trì lấy, cương thủ, trạng thái thân thể, có thể đem phong thiện bút quấn lấy, nắm tốt. Quả nhiên có thể làm. Hắn lại từ vòng tay không gian bên trong tay lấy ra giấy trắng. Ngươi muốn nếm thử, nho ra kim cương thân, sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tại nhân loại hình thái lúc, nhục thể của ta đã tiếp cận trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Cho nên ta nghĩ thử một chút, tại hóa lỏng trạng thái dưới, tu luyện nho ra kim cương thân sẽ có hay không có hiệu quả ngoài ý muốn. Dứt lời, Tống Thư Hàng bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết. Một thiên chính khí thối thân thiên chậm rãi phù hiện ở trên tờ giấy trắng. Mỗi viết một chữ, Tống Thư Hàng hóa lỏng thân thể liền không khỏi run rẩy. Dùng nhân loại trạng thái viết bản này chính khí thối thân thiên lúc, mỗi một chữ đều có thiên quân chi trọng, mà bây giờ dùng hóa lỏng thân thể đến viết, cảm giác càng thêm cố hết sức. Thật vất vả đem thông thiên chính khí thối thân thiên viết xong, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Tống Thư Hàng đem thân thể triệt để bày ra, sụi lơ trên mặt đất. Đồng thời, trước người hắn tấm kia trên tờ giấy trắng, tất cả ký tự cộng minh lấp lóe. Một hơi thời gian phía sau trên tờ giấy trắng tất cả ký tự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ký tự toàn bộ chuyển hóa làm chính khí, phản hồi cho Tống Thư Hàng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình thể chất lại tăng lên một đoạn. Đồng thời, hắn đối nho ra kim cương thân lý giải nâng cao một bước, bước vào cảnh giới tiểu thành. Quả nhiên, từ một cái khác biệt giác quan đi thể nghiệm nho ra kim cương thân, tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt. Tống Thư Hàng đạo. Theo nho ra kim cương thân tiểu thành, từng mai viễn cổ phù văn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trên thân. Toàn bộ là chính khí thối thân thiên viễn cổ phù văn, tràn đầy một thiên phù văn tràn ngập Tống Thư Hàng thân thể, đem hắn màu đen nhánh thân thể nhuộm thành màu hoàng kim. Cái này về, Tống sư huynh ngươi lại biến thành kim sắc thủy ngân. Thi La Lị đạo. Thi tiếng nói vừa dứt, nguyên bản một bãi chất lỏng Tống Thư Hàng, siêu, một chút tăng nhanh. Đây là muốn khôi phục hình người rồi. Đao ý, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, một đạo đao ý từ trên người hắn tăng vọt mà lên. Ngay sau đó, đao ý khôi giáp hiển hiện trên người Tống Thư Hàng, đem hắn thân hình bao phủ. Khôi giáp thành hình, nguyên bản chất lỏng trạng thái Tống Thư Hàng khôi phục nhân loại hình thái. Tô Thị A Thập Lục, Diệt Phượng Tiền Bối bí pháp bị ngươi phá giải. Tống Thư Hàng lắc đầu, còn không có. Diệt Phượng Tiền Bối bí pháp không phải hiện tại ta có thể phá giải. Từ trên bản chất tới nói, ta hiện tại trạng thái vẫn là hóa lỏng trạng thái. Vừa rồi mượn nho ra kim cương thân tiểu thành, lại mượn chính khí thối thân thiên phù văn luyện thân trong nháy mắt, Tống Thư Hàng thử đem chính mình thân thể kéo dài, cũng theo ký ức tạo nên ra bản thân thân thể bộ dáng. Hắn nếm thử thành công. Hắn hiện tại tự ở bề ngoài nhìn, cùng hình người trạng thái không cũng không khác biệt gì. Bạch Tiền Bối, vậy bây giờ nếu như dùng sức đâm thân thể của ngươi sẽ như thế nào? Thì, ta đâm bất động. Bởi vì bản thân vẫn là, hóa lỏng trạng thái, cho nên dùng vượt qua ta lực lượng phòng ngự đâm tới được lời nói, hẳn là sẽ đem thân thể đâm trở lại hóa lỏng trạng thái. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Có muốn thử một chút hay không? Bạch Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau vươn tay cánh tay, cái kia chuẩn đâm tay. Hắn tán đi cánh tay chỗ đạo ý khôi giáp. Được, tại là, Bạch Tiền Bối duỗi ra ngón tay. Bạch Tiền Bối, có thể hay không trước chuẩn bị kỹ càng chỉ dũ thuật? Tống Thư Hàng đạo. Bạch Tiền Bối an ủi, ta chỉ dũ thuật có thể thuấn phát, không cần lo lắng. Dứt lời, nàng đưa tay dùng sức hướng Tống Thư Hàng trên cánh tay đâm một cái. Quả nhiên như Tống Thư Hàng suy đoán, lấy Bạch Tiền Bối dùng sức đâm một cái phía sau cánh tay của hắn tạo nên một trận gợn sóng, như là chất lỏng đồng dạng bị đâm mở. Tống sư huynh, đau không? Thi hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu hóa lỏng trạng thái hắn, tựa hồ không có đau sở cảm. Bạch Tiền Bối lại thoáng dùng sức, lần này hắn chỉ trực tiếp đâm thấu Tống Thư Hàng cánh tay, đâm ra một cái lỗ thủng. Tô Thị A Thập Lục, hiện tại đau không? Tống Thư Hàng lắc đầu, không có cảm giác. Xem ra, người bây giờ thân thể có thể nói là miễn dịch thuần vật lý tổn thương. Bạch Tiền Bối đạo. Kẻ hủy diệt sao, cảm giác rất khốc, mấy năm trước. Giấc mộng của ta chính là tại tứ phẩm thời điểm, đi đính chế một cái tương tự khôi lỗi pháp khí. Thi La Lị nhãn tình sáng lên, đạo. Nếu không thử một chút kèm theo kiếm khí lại đâm một lần. Bạch Tiền Bối đề nghị. Không, trực giác nói cho ta biết, bất kể là cái gì hình thái,
bị kiếm khí đâm một cái đều sẽ xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng liều mạng lắc đầu nói. Hắn tại lắc đầu thời điểm, đầu đong đưa độ cong đặc biệt lớn. Có lẽ là bởi vì hiện tại hắn trong đầu đều là chất lỏng nguyên nhân. Đâm cánh tay không có chuyện, nói cách khác đâm thân thể những vị trí khác cũng sẽ không có vấn đề sao. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện Biệt Tuyết Tiên Cơ trong tay một thanh đao nhọn không ngừng xoay tròn lấy, cũng nhắm ngay phần eo của hắn chỗ khoa tay. Nơi này là thận vị trí A. Chờ một chút, Tống Thư Hàng nói, Biệt Tuyết tiền bối, đánh người không đánh mặt, cắt người không cắt thận, câu nói này ngài chưa từng nghe qua sao? Trước kia chưa từng nghe qua, hiện tại biết rồi. Biệt Tuyết Tiên Cơ nhẹ gật đầu, nghiêm túc hỏi, cho nên, để cho ta đâm thận của ngươi một đao có thể chứ? Nàng vậy mà không có trực tiếp đâm tới, còn rất lễ phép hỏi thăm Tống Thư Hàng ý kiến. Cái này khiến Thư Hàng có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn coi là Biệt Tuyết Tiên Cơ đang tức giận trong trạng thái, sẽ trực tiếp một đao đâm tới. Nhưng là vấn đề này, kinh dị chút. Có thể cho ta đâm thận của ngươi một đao sao? Biệt Tuyết Tiên Cơ hỏi lần nữa. Không không không, tuyệt đối không thể. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Lúc này, Biệt Tuyết Tiên Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Kỳ thật ta chính là tùy tiện hỏi một chút, dù sao vô luận ngươi trả lời thế nào, ta đều là muốn đâm. Tống Thư Hàng, Tiên Cơ đây là, hắc hóa sao? Ăn ta một đao, Biệt Tuyết Tiên Cơ trên mặt nụ cười sán lạn, một đao đâm tới. Quả nhiên, Tiên Cơ cả người bị hư. Tống Thư Hàng nhanh chóng tránh né. Biệt Tuyết Tiên Cơ quơ đao nhọn, trên mặt nụ cười ôn nhu, hướng Tống Thư Hàng đuổi theo. Thập Lục, đồ của ta giao cho ngươi đảm bảo. Tống Thư Hàng quát to một tiếng, nhanh chóng hướng ngoài động phủ bỏ chạy. Không cần sợ, Thư Hàng tiểu hữu, ta xuất đao sẽ rất nhẹ. Biệt Tuyết Tiên Cơ theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người tan biến tại động phủ. Tống Sư Huynh không có sao chứ? Thi La Lị có chút lo lắng nói. Bạch Tiền Bối cười nói, yên tâm đi, Biệt Tuyết đạo hữu chỉ là tại cùng Thư Hàng tiểu hữu đùa giỡn. Nếu không lấy nàng thực lực, hai cái trong nháy mắt là có thể đuổi kịp Tống Thư Hàng. Sau đó trong nháy mắt bên trong, liền có thể đem hắn cắt thành đều đều khối nhỏ. Chớ hoài nghi một vị tiên chủ đao công. Thì, đã Biệt Tuyết tiền bối là đùa giỡn lời nói, vậy cũng không cần quá lo lắng. Tô Thị A Thập Lục, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Bạch tiền bối, vì sao? Thư Hàng quần áo còn ở lại chỗ này, trên người hắn chỉ có đao ý khôi giáp. Tô Thị A Thập Lục đạo. Thì La Lị. Bạch tiền bối. Tiên cơ ngoài động phủ rừng cây. Tiền bối, người muốn đuổi tới lúc nào? Tống Thư Hàng trốn tặc nhanh. Sau lưng hắn, Biệt Tuyết Tiên Cơ cười có thể đẹp, chờ ta đâm đến người thận thời điểm. Tống Thư Hàng thật sự nhanh khóc. Đang lúc hai người ngươi truy ta xua đuổi lúc, trong rừng, đột nhiên có một bóng người lóe ra đến, một đao đâm hướng Tống Thư Hàng thận, kết thúc, bá Tống huyền thánh. Cho nên nói, cắt người không cắt thận, câu nói này các ngươi đều không nghe qua sao? Chương 1207. Xem thật kỹ một chút báo chí đi. Khi trong rừng ẩn núp thân ảnh đụng tới, một đao đâm hướng Tống Thư Hàng thận lúc, kim sắc công đức xà mỹ nhân hiển hiện, đem hắn một mực bảo hộ. Đốt thích khách thế tại phải làm một kiếm, bị công đức xà mỹ nhân thân thể ngăn trở. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân trong tay tế lên, đánh mặt dép lê, chụp về phía thích khách. Bất quá đánh mặt dép lê vừa mới đánh ra, thích khách trên người lại hiện lên một cái tiểu ấn, đón lấy đánh mặt dép lê, đem hắn ngăn trở. Thích khách hiển nhiên đối Tống Thư Hàng thủ đoạn hiểu rất rõ, biết công đức xà mỹ nhân có một chiêu này, sớm có phòng bị. Phá, thích khách cắn răng nói. Trong tay hắn đoạn đao thượng nở rộ đen kịt tà năng, đó là cửu u lực lượng, trừ cái đó ra cái này đoạn đao thượng còn kèm theo hai loại lực lượng quỷ dị. Ba loại lực lượng toàn bộ là cùng công đức chi lực trái ngược năng lượng, cái này đao lại là chuyên môn khắc chế công đức xà mỹ nhân vũ khí. Thích khách tay hung hăng đẩy. Đoạn đao đâm thủng công đức xà mỹ nhân phòng ngự, mũi đao tiếp tục đâm nhập Tống Thư Hàng phần eo. Đây là một trận có mưu đồ, chuẩn bị đầy đủ ám sát. Tống Thư Hàng con ngươi nhìn chăm chú chuôi này đoạn đao, công đức xà mỹ nhân mấy ngày nay đã trải qua mấy lần thăng cấp, cường độ lại tăng lên hai cái tiểu cấp bậc. Coi như bị giới hạn hắn cảnh giới ảnh hưởng, xà mỹ nhân thuần phòng ngự đều đã trải qua không kém gì ngũ phẩm trình độ. Mà chuôi này đoạn đao, vậy mà có thể tùy tiện vạch ra xà mỹ nhân phòng ngự. Đáng tiếc, coi như đoạn đao phá tan rồi công đức xà mỹ nhân tầng phòng ngự, Tống Thư Hàng trên người còn kèm theo, đao ý khôi giáp. Thích khách đao lần nữa ngăn trở. Toàn bộ quá trình, đều phát sinh ở trong chớp mắt.
Lúc này, sau lưng Biệt Tuyết Tiên Cơ bạo phát, trong nháy mắt đã tìm đến thích khách sau lưng. Trong tay nàng chủ đao huy động, trong chớp mắt chém ra 88 đao, chạm tại thích khách trên người. Bạch Tiền Bối nói qua, không nên xem thường một vị tiên chủ đao công. Biệt Tuyết Tiên Cơ đao pháp, có thể dùng xảo đoạt thiên công để hình dung. 3. Thích khách thân thể vỡ nát, bị cắt thành chỉnh tề khối nhỏ, các loại linh kiện, kim trúc, gỗ vụn rơi xuống một chỗ. Không trung chống cự đánh mặt dép Lê Tiểu Ấn, vỡ nát ra, biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi, Biệt Tuyết Tiên Cơ nhíu mày. Tống Thư Hàng đưa tay đem công đức xà mỹ nhân trên người chuôi này đoạn đao thông qua, sau đó công đức xà mỹ nhân trên người có kim sắc quang mang tự nhiên lan tràn, chữa trị bị đâm thấu thân thể. Tống Thư Hàng đem chuôi này đoạn đao thu hồi, cái này đao rất có thể là bảo bối, một hồi xem xét một chút nhìn xem, nói không chừng là thu hoạch. Đoạn đao bị rút ra phía sau, công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, sau đó thân thể của nàng siêu siêu vẹo vẹo hướng trên mặt đất ngã xuống. Đừng giả bộ chết, Tống Thư Hàng đạo. Đổ một nửa công đức xà mỹ nhân lệch ra qua đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng, nàng cứ như vậy duy trì lấy, ngã xuống đất, tư thế, không nhúc nhích. Tống Thư Hàng thở dài, hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất băng thành linh kiện khôi lỗi. Lại là gia hỏa này nha, Tống Thư Hàng thận đau. Hắn từ đối phương trên người cảm ứng được khí tức quen thuộc. Cái này giết thế nào đều giết không chết gia hỏa, thần phiền. Cái này gia hỏa phân thân vô số, thậm chí mỗi cái phân thân bị thần hình câu diệt, phía sau còn sẽ không chết, rất là quỷ dị. Ngươi biết hắn, Biệt Tuyết Thiên Cơ trong tay chủ đao chuyển động. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái này gia hỏa tựa như là bệnh vẩy nến quảng cáo đồng dạng, làm sao đều xử lý không hết. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng lại nhìn mắt Biệt Tuyết Tiên Cơ trong tay chủ đao, Tiên Cơ, người chủ đao lại làm đồ ăn lại chém người, không vệ sinh. Biệt Tuyết Tiên Cơ, người con mắt nào nhìn thấy ta chém người chủ đao cùng làm đồ ăn đao là cùng một chụp vào. Nhưng là, Tiên Cơ không định giải thích vấn đề này. Liền để Tống Thư Hàng tiếp tục hiểu lầm tốt. Đến lúc đó thực tiên yến bên trên, nhìn hắn muốn hay không đi ăn, không vệ sinh, chủ đao làm ra tiên hào. Tiên Cơ, chúng ta trở về đi, cái này gia hỏa mỗi lần xuất động, đều sẽ mang theo rất nhiều tiểu hào, ta cảm giác bên cạnh khẳng định còn có mai phục. Tống Thư Hàng đạo, Biệt Tuyết Tiên Cơ lắc đầu, không có mai phục, ta cẩn thận cảm ứng qua. Thật sao, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này còn rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là rất trở về thì tốt hơn. Tống Thư Hàng một mặt gấp kính sợ đạo. Trực giác của ngươi không sai. Biệt Tuyết Tiên Cơ trên mặt lại lộ ra thiện ý tràn đầy tiếu dung, bởi vì ta còn muốn đâm thận của ngươi. Tống Thư Hàng. Cho nên, để cho ta đâm một đao đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo. Tống Thư Hàng liếc mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên thân thể hơi lắc, ngã ngồi trên mặt đất. Biệt Tuyết Tiên Cơ, chuyện gì xảy ra? Nàng đều còn không có chọc ra đao trong tay đây. Là tinh thần công kích. Tống Thư Hàng đưa tay vuốt vuốt lông mày, rõ ràng đã rất cẩn thận phòng bị, nhưng cái này ra hỏa thủ đoạn căn bản là không có cách phát giác, khó lòng phòng bị. Cái này khôi lỗi phân thân vô số ra hỏa, nắm giữ lấy rất nhiều buồn nôn bí pháp. Tỷ như lần trước cái kia, mặc môn ác mộng nguyền rủa, nói là nguyền rủa cũng không phải nguyền rủa, mỗi ngày mỗi đêm đem Tống Thư Hàng kéo vào ác mộng. Mà cái kia nguyền rủa thi pháp quá trình, chỉ là tên kia khống chế khôi lỗi xa xa cùng Tống Thư Hàng đối một chút. Nếu không có thánh nhân kinh văn trấn áp, hiện tại Tống Thư Hàng đều không nhất định có thể thoát khỏi cái kia bí thuật. Bất quá lần này tinh thần công kích vấn đề không lớn, ta có công đức gián hộ thể, lại có thánh ấn gia trì, loại trình độ này tinh thần công kích còn không đả thương được ta. Nhiều nhất choáng đầu một chút, Tống Thư Hàng tự tin nói. Nói cách khác ngươi không có việc gì, đã như vậy, thận của ngươi liền giao cho ta đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo. Tống Thư Hàng. Tiên Cơ a. Nói thật cho người biết, ta bây giờ căn bản không có thận a. Lúc này, Bạch Tiền Bối mở ra không gian chi môn, trực tiếp hiện thân, ta cảm giác được có linh lực bạo phát ba động, xảy ra chuyện gì sao? Là gia hỏa này, còn không hết hy vọng, ngàn dặm xa xôi đến ám sát ta. Tống Thư Hàng chỉ trên mặt đất khối kia khôi lỗi linh kiện. Lại là cái này gia hỏa rất có ý tứ, ta lần trước cất chứa một bộ khôi lỗi, còn chưa kịp tới hảo hảo nghiên cứu. Đúng, những khôi lỗi này nát có thể giao cho ta sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Hắn muốn nghiên cứu một chút, có thể hay không nghiên cứu ra cái này khôi lỗi, bị thần hình câu diệt, phía sau còn có thể sống nhảy nhảy loạn nguyên nhân. Biệt Tuyết Tiên Cơ nói thật nhanh,
không có vấn đề, Bạch đạo hữu nếu mà muốn, liền cho ngươi á. Khôi lỗi là nàng giết, là chiến lợi phẩm của nàng không có mau bệnh. Đáy biển thế giới. Hải vương trước người để đó một phần ngày hôm qua tu chân nhật báo, hắn tròng mắt nhìn chằm chằm báo chí. Tu sĩ nhật báo lên đầu đề, ghi chép bá tống huyền thánh cùng bí đao thánh quân một trận chiến. Theo đưa tin, đêm trăng tròn, nguyên bản bí đao thánh quân đã cải biến khiêu chiến đối tượng, nhưng lại ở nửa đường thượng gặp được bá tống huyền thánh. Về sau, hai đại huyền thánh ước định một chiêu phân thắng thua. Quyết đấu triển khai lúc, bá tống huyền thánh thi triển một đao phảng phất mặt trời nhỏ đao pháp, thiêu cháy tất cả. Một kiếm xuống dưới, liền đem bí đao thánh quân tất cả phòng ngự đánh nát, bại bí đao thánh quân tại đêm trăng tròn. Tu sĩ nhật báo thượng còn kỹ càng miêu tả, bá tống huyền thánh, một đao kia uy lực, phần thiên diệt địa, không khí, linh lực, trình độ đều bị bốc hơi, cực kỳ khủng bố, có thể nói là hỏa hệ loại đao pháp đỉnh phong. Hải vương ánh mắt từ trên báo chí rời. Tại hắn dưới thân, vô số nhím biển chiến sĩ run lẩy bẩy quỳ, sợ hải vương nổi giận. Hải vương thật sâu thở dài, tại hắn thực lực không có hoàn toàn khôi phục trước, chỉ sợ không phải vị này, bá tống huyền thánh, đối thủ. Nhưng nó nếu là muốn mau chóng khôi phục thực lực, cái kia hoàn chỉnh, thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, lại tất không thể thiếu. Có thể cái này bảo giáp một đầu hộ thủ còn tại bá tống huyền thánh trong tay. Tất tất hải vương trong mắt quét ra một tia sáng, đem trước người cái bàn bạo thành cho tàn. Có lẽ, hắn muốn cải biến sách lược. Đã không cách nào dùng bạo lực thủ đoạn từ bá tống huyền thánh cái kia đoạt lại, hộ thủ, vậy cũng chỉ có đổi dùng giao dịch thủ đoạn, thử một chút có thể hay không từ đối phương trong tay đem hộ thủ giao dịch trở về. Chỉ cần nỗ lực đầy đủ thành ý, đổi về một đầu đối bá tống huyền thánh mà nói không có nhiều tác dụng hộ thủ, cũng không khó khăn. Hải vương đã làm tốt tại giao dịch lúc bị đau nhức làm thịt chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, một cây trụ sau có một đầu thô giáp khôi lỗi hiển hiện. Bá tống huyền thánh cảnh giới có vấn đề. Cái này thô giáp khôi lỗi trầm giọng nói, ta vừa tự tay sử dụng bí pháp thăm dò qua, tinh thần lực của hắn tại 4 tới 5 phẩm cảnh giới ở giữa, cảnh giới của hắn tại tứ phẩm cảnh giới. Hắn không phải huyền thánh. Sau đó thì sao, người muốn biểu đạt cái gì? Hải vương con mắt thật to nhìn chằm chằm khôi lỗi, cười lạnh nói. Chỉ cần hắn không phải huyền thánh, chúng ta liền còn có cơ hội. Chúng ta liên thủ, ta cần đoạt lại thủy tổ khôi lỗi hạch tâm, Ngụy Vĩnh Hằng chi lô, người đoạt lại cái kia bạch ngân hộ thủ, lần này ta đến cung cấp chính xác tình báo. Thô giáp khôi lỗi trầm giọng nói. Ha 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 ha, sau đó ta xông đi lên. Bị bá tống huyền thánh một đao chém thành cho tàn sao. Hải vương dọc theo một đầu xúc tu, nắm lên cái kia phần, tu sĩ nhật báo, dùng sức đánh tới hướng thô giáp khôi lỗi, xem thật kỹ một chút báo chí đi, bá tống huyền thánh một đao miểu sát bí đao thánh quân, thực lực của hắn đã không cần hoài nghi. Tu sĩ nhật báo thượng ghi lại, chỉ là hắn vung ra một đao. Mà lại, hắn cùng bí đao thánh quân một chiêu ước hẹn, rất có thể hắn chỉ có thể vung ra một đao. Thô giáp khôi lỗi nói, bí pháp của ta khảo thí sẽ không ra sai, cảnh giới của hắn chỉ có tứ phẩm. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể xung phong. Như thế vẫn chưa đủ. Hải vương nói, ngươi đừng quên từ trước đến nay bá tống ở chung một chỗ một vị khác huyền thánh, bạch thánh. Ngươi nếu thật muốn lại đối phó bá tống huyền thánh, liền lấy ra thành ý tới. Ít nhất phải có biện pháp ngăn trở vị kia, bạch thánh. Thô giáp khôi lỗi nhẹ nhàng buông xuống báo chí. Đối hải vương thi lễ một cái, ta hiểu được, ngài chờ ta tin tức tốt. Dứt lời, thân hình của nó lại ẩn tàng đến cây cột trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, hải vương hừ lạnh một tiếng. Thật coi hắn ngốc a. Hắn là nhím biển chiến sĩ, thần, nhưng hắn cũng không phải nhím biển chiến sĩ. Vô cực ma tông. Công tử Hải An bố tại bên ngoài khôi lỗi phân thân, đồng dạng bưng lấy mấy phần tu sĩ giới báo chí, tại tinh tế quan sát. Cái này mấy phần báo chí hôm qua liền đã tới tay, hắn khôi lỗi phân thân đã nghiên cứu vài ngày. Đại bại bí đao thánh quân, công tử Hải khôi lỗi phân thân khe khẽ thở dài. Quả nhiên, thư sơn áp lực đại là, hồng trần lịch luyện, thất phẩm tôn giả, một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Nhưng sẽ có một ngày, ta hội đuổi kịp cảnh giới của ngươi, đưa ngươi dẫm lên dưới chân. Công tử Hải một lần nữa xác lập lòng tin. Sau đó, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới. Gia nhập vô cực ma tông kế hoạch lớn, đến lúc đó chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Chương 1208, Thánh nhân kinh văn cùng đại kiếp. Công tử Hải đối với mình tương lai có lâu dài kế hoạch. Gia nhập vô cực ma tông,
tấn thăng ngũ phẩm ngưng tụ thất long văn trở lên, tham gia vô cực ma tông kế hoạch lớn, tại ma tông kế hoạch lớn bên trong chiếm được chỗ tốt lớn nhất, sau đó cùng bản thân hai vị người hợp tác cảnh giới tiêu thăng. Coi như bát phẩm huyền thánh cảnh giới, ta cũng có thể rất nhanh đạt tới, công tử Hải dùng sức đem tất cả báo chí ném vào thâm cốc. Ta thế nhưng là công tử Hải. Công tử Hải lần nữa khôi phục tự tin, tâm ma diệt hết. Mà lúc này, cuồng bá ma quân từ trong hôn mê tỉnh lại, sau đó hắn thật nhanh chạy về vô cực ma tông, hắn muốn đem, bá tống huyền thánh, bí mật nói cho công tử Hải sư đệ. Một bên khác, trở lại biệt tuyết tiên cơ động phủ phía sau tống thư hàng từ A thập lục nơi đó thu hồi vật phẩm của mình. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, ăn trực, tiếp tục tu luyện, thoáng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong sau tiếp tục tu luyện, cọ cơm tối, tiêu hóa nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện. Một mực tu luyện tới ngày kế tiếp rạng sáng, tu luyện có đôi khi là kiện rất khô khan sự. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng một ngày lại qua. Lúc đầu hắn còn kế hoạch tiện đường về Văn Châu Thị một chuyến, nhìn xem phụ mẫu. Kết quả, căn bản bận quá không có thời gian, tiểu thải cùng thông nương còn tại tâm ma trạng thái, hắn không tiện rời đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cho phụ mẫu phát đầu chúc phúc tin nhắn. Nếu là lúc nào ta có thể nắm giữ không gian lực lượng liền thoải mái, một cái ý niệm trong đầu liền vượt qua không gian trực tiếp về nhà. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thông nương cùng tiểu thải vẫn còn tâm ma kiếp trạng thái. Thông nương tâm ma kiếp đã chuẩn bị kết thúc, tiểu thải vẫn còn tại tâm ma trạng thái phấn đấu, nhưng theo bạch tiền bối giới thiệu, tiểu thải trạng thái cũng thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tạm thời còn cần không lên, tạo hóa pháp vương, cái này đại sát khí. Tình trạng kiệt sức Tống Thư Hàng leo đến trên giường. 3. Thân thể của hắn hòa tan ra, bày ra đến trên giường. Tống Thư Hàng. Xem ra, tương lai một tháng, hắn còn cần chú ý một chút trạng thái của mình, miễn cho không cẩn thận lại đột nhiên vỡ vụn một chỗ. Bất quá hôm nay coi như xong, mệt mỏi quá, để hắn bày ra trên giường ngủ một giấc đến hừng đông đi. Hắn đem chính mình vật phẩm thu đến hạch tâm thế giới, mỹ mỹ ngủ. Tống Thư Hàng đi ngủ rất thơm, cũng không có làm ác mộng. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác cơ thể hơi chấn động. Tống Thư Hàng lập tức mở to mắt, dò xét bốn phía. Sắc trời đã sáng lên. Lại là mới một ngày bắt đầu rồi sao? Chính suy tư, hắn nhìn thấy đứng bên người một vị lười biếng cô gái tóc đen. Tóc của nàng cũng không biết bao lâu không có kéo qua, trải rộng ra một chỗ, làn da của nàng tái nhợt đến gần như trong suốt. Con người nửa khép nửa mở, một bộ giấc ngủ chưa đủ bộ dáng. Sở các chủ, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Là sở tiền bối sử dụng không gian lực lượng, trực tiếp đem hắn kéo tới sao? Sở các chủ ngáp một cái, miễn cưỡng nhìn qua trong mắt cái này định bãi chất lỏng, uy, ngươi là ai? Không đợi Tống Thư Hàng trả lời, nàng lại gật đầu một cái nói, há, bá Tống Huyền Thánh. Là Tống Thư Hàng A. Tống Thư Hàng hiện tại vẫn còn, Huyền Thánh, trạng thái. Sở các chủ nhìn hắn một cái liền biết thân phận của hắn. Bằng không mà nói, cái này một bãi hình dáng chất lỏng, nàng thật đúng là nhận không ra. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình ngưng tụ, sở các chủ, là ngươi kéo ta tới được sao? Sở các chủ đôi mắt đẹp nửa chìm, nói a, mặc dù ta không phải rất chú ý. Bất quá ở chỗ này quả lấy thân thể, ngươi cảm giác không mát sao? Nhiệt độ của nơi này có chút thấp. Tống Thư Hàng. Hắn vội vàng tại hạch tâm thế giới móc ra quần áo của mình, nhanh chóng thay đổi. Khục, sở các chủ, người đem ta kéo qua có chuyện gì sao? Diệp Tư bắt đầu độ kiếp rồi. Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ quét Tống Thư Hàng một chút, nghi ngờ nói ta không có kéo ngươi tới. À, vậy ta làm sao tới? Tống Thư Hàng đạo. Hắn cũng sẽ không gian lực lượng, luôn không khả năng bản thân thông qua không gian chạy đến sở các chủ cái này a. Sở các chủ bình tĩnh nói, vừa rồi bên cạnh ta đột nhiên mở ra không gian chi môn, sau đó hóa lỏng hình dáng ngươi liền, bá, một chút từ không gian chi môn bên trong rơi ra, vỡ vụn ở bên cạnh ta. Nếu không phải nàng cảm giác cái này bãi chất lỏng mang theo khí thức quen thuộc, nàng một cái pháp thuật xuống dưới, vài phút để cái này bãi chất lỏng bốc hơi. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ, ta cũng giống như bạch tiền bối đã thức tỉnh không gian thiên phú. Hắn đang ngủ trước còn đang suy nghĩ lấy nếu như ta có không gian năng lực tốt bao nhiêu, bây giờ lập tức đã tỉnh lại rồi. Có muốn thử một chút hay không? Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía ngoài 200 thước vị trí, sau đó hít sâu một hơi, truyền tống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh,
không có cái gì phát sinh. Sơ lược xấu hổ. Sở các chủ, ngươi làm gì? Tống Thư Hàng trả lời, ta nghĩ thử một chút có thể hay không truyền tống đến ngoài 200 thước khối kia thạch đầu vị trí. Sở các chủ, a. À. Tống Thư Hàng lại lặng lẽ thử một lần nữa, vẫn như cũ khóa chặt 2 mét bên ngoài cái vị kia đưa truyền tống. Sau một khắc, một cái không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật sự thành công. Tống Thư Hàng một cước bước vào không gian chi môn, sau một khắc thân hình của hắn liền xuất hiện tại ngoài 200 thước tọa độ kia. Vậy mà thật sự thành công. Ta thật sự đã thức tỉnh không gian thiên phú. Tống Thư Hàng ám đạo. Muốn hay không thử một lần nữa. Hắn lại nhìn 300 mét xa một chỗ đại thụ bên cạnh. Truyền tống, Tống Thư Hàng quát khẽ. Lại là hoàn toàn yên tĩnh, truyền tống môn cũng không có xuất hiện. Lúc này, sở các chủ hỏi, người lần này muốn truyền đưa đến thì sao? 300 mét bên ngoài cây đại thụ kia, Tống Thư Hàng trả lời. Sở các chủ, a. À. Sau đó, Tống Thư Hàng trước mặt xuất hiện một cái không gian chi môn, lập lòe tỏa sáng. Tống Thư Hàng. Hắn quay đầu nhìn về sở các chủ. Sở các chủ, không đi vào sao? Ngươi không phải muốn truyền tống tới đó sao? Tống Thư Hàng. Nguyên lai là sở các chủ mở truyền tống môn. Tống Thư Hàng chạy chậm đến trở lại sở các chủ bên người, lại nói, đã không phải sở các chủ ngươi đem ta kéo tới, vậy ta là thế nào tới được? Ta không phải đã nói rồi sao, truyền tống môn mở, ngươi liền đi ra. Sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng, là ai đem ta truyền tống tới được? Sở các chủ ngươi có nhìn thấy sao? Sở các chủ nhún vai, truyền tống môn mở, ngươi rơi ra đến sau lập tức liền chấm dứt, tốc độ rất nhanh, ta không có tới kịp dò xét. Lại nói, chính ngươi không biết. Ta trước đó nằm sấp ngủ trên giường đâu, vừa mở mắt liền bị đưa đến ngươi cái này. Tống Thư Hàng thở dài. Sở các chủ như có điều suy nghĩ. Có thể biết nàng cái này, Tân Bích Thủy Các, lại có thể tùy ý đem người truyền tống vào tới, cũng chỉ có nàng nhận biết mấy tên kia a. Đúng rồi, Diệp Tư đâu? Nàng còn chưa bắt đầu độ kiếp sao? Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ, Diệp Tư đã tại độ kiếp rồi. Đã tại độ, ta tại sao không có một chút cảm ứng? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn qua sở các chủ, hắn cùng Diệp Tư ở giữa thế nhưng là có linh quỷ khế ước. Diệp Tư bắt đầu độ kiếp loại chuyện này, hắn hẳn là có cảm ứng mới đúng. Là Diệp Tư chủ động yêu cầu đoạn đi cùng ngươi ở giữa cảm ứng, nàng lo lắng chính nàng độ kiếp sẽ làm nhiễu đến ngươi tu luyện. Bởi vì nàng độ kiếp thời điểm, ngươi vừa vặn ở vào một cái kỳ diệu trạng thái tu luyện. Cho nên, ta phụ trợ nàng an bài mấy tầng trận pháp. Sở các chủ trả lời. Diệp Tư cùng Tống Thư Hàng ở giữa, linh quỷ khế ước, cùng phổ thông linh quỷ khế ước khác biệt, nàng và Tống Thư Hàng ở giữa khế ước là chân chính bình đẳng khế ước. Cho nên nàng mới có thể tại sở các chủ phụ trợ dưới, tạm thời đoạn đi cùng Tống Thư Hàng ở giữa cảm ứng. Cái kia Diệp Tư độ kiếp trạng thái như thế nào? Tống Thư Hàng liền vội vàng hỏi hắn nhớ tới thông nương cùng thước yêu tiểu thải cái kia cổ quái thiên kiếp. Diệp Tư thiên kiếp sẽ không cũng xuất hiện tương tự biến dị a? Sở các chủ, tạm thời không có vấn đề. Diệp Tư cũng không tại mới, Bích Thủy Các, độ kiếp, Tân Bích Thủy Các là cái thiên đạo cảm ứng điểm mù khu vực. Cho nên, Diệp Tư được an bài tại phụ cận một khối sao băng thượng độ kiếp. Sở các chủ thông qua giám sát trận pháp, xa xa chú ý Diệp Tư độ kiếp tình huống. Nếu như có gì ngoài ý muốn, nàng có thể lập tức xuất thủ tương trợ. Sở các chủ đưa tay trong hư không một điểm, đem Diệp Tư độ kiếp hình ảnh hiện ra cho Tống Thư Hàng. Này lúc, Diệp Tư dưới chân dẫm lên vô số trận pháp. Trong hư không, thiên kiếp còn chưa có xuất hiện, hiện đại hóa, biến hóa, mà là lấy nguyên thủy thiên kiếp trạng thái, lấy các loại pháp thuật hình thái hướng phía Diệp Tư công kích. Là ảo giác sao? Ta cảm giác Diệp Tư thiên kiếp uy lực có chút không đúng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ, hừm, uy lực này so với bình thường ngũ phẩm thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Diệp Tư còn có thể chịu nổi, yên tâm đi. Bởi vì Diệp Tư, cũng không phải phổ thông ngũ phẩm tu sĩ. Đang khi nói chuyện, trong hình ảnh thiên kiếp hóa thành hơn 10 thanh thiên kiếp chi cung, trên cung có từng đạo lôi hỏa, hàn băng, chờ một chút ngũ hành lực lượng tạo thành mũi tên, khóa chặt Diệp Tư. Siêu siêu siêu. Những thiên kiếp này mũi tên bạo phát. Rõ ràng chỉ có hơn 10 thanh, lại bộc phát ra thiên quân vạn mã tên bắn ra mưa số lượng. Diệp Tư hơi khẽ cau mày. Sau đó nàng tế ra một bản cổ pháp kinh văn, chống lên tầng một chói mắt phòng ngự. Đó là thánh nhân kinh văn. Oanh! Mưa tên bắn tại thánh nhân kinh văn chống lên phòng ngự bên trên,
không ngừng bạo tạc, lại không cách nào đột phá tầng này phòng ngự. Tống Thư Hàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, trong hư không thiên kiếp có chút dừng lại. Sau đó, thiên kiếp kiếp vân điên cuồng tăng vọt. Thiên kiếp tại nổi giận. Tống Thư Hàng rõ ràng cảm ứng được thiên kiếp biến hóa. Thiên kiếp biến mạnh hơn. Tống Thư Hàng đảo. Sở các chủ đồng dạng cao mày, là ảo giác sao? Vừa rồi tại Diệp Tư lấy ra thánh nhân kinh văn trong nháy mắt, thiên kiếp thì càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm, kiếp vân không ngừng bạo tạc, một lát sau, kiếp vân trong chui ra từng chuôi hình thù kỳ quái thần binh. Có hình dạng xoắn ốc trường kiếm, có cánh cửa cự kiếm, có xe luân chiến búa, còn có rất nhiều cổ pháp đông phương bảo kiếm. Không phải hiện đại hóa vũ khí, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nhưng là cảm giác những vũ khí này so với thiên kiếp đạn đạo đến còn phải càng thêm cường đại. Những vũ khí này, toàn bộ là cường đại những người tu luyện pháp khí thần binh, có tu chân hệ, Tây phương hệ thống tu luyện, còn có chư thiên vạn giới cái khác hệ thống tu luyện vũ khí. Sở các chủ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Thiên kiếp là trực tiếp đem cường đại người tu luyện pháp khí sao chép được. Sở các chủ, đưa ta đi Diệp Tư cái kia, Tống Thư Hàng đạo. Hắn cùng Diệp Tư ở giữa có linh quỷ khế ước, nhúng tay Diệp Tư thiên kiếp sẽ không để cho thiên kiếp dị biến. Chương 1209, Thiên kiếp chi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình chiếu. Sở các chủ, đừng lo lắng, Diệp Tư so trong tưởng tượng của ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là, thiên kiếp vì sao lại bởi vì thánh nhân kinh văn uy lực tăng vọt. Đang khi nói chuyện, thiên kiếp ngưng tụ các loại thể hệ thần binh, nhanh chóng hướng phía Diệp Tư chém xuống. Diệp Tư thiên kiếp cùng tiểu thải thiên kiếp chiến hạm khác biệt, cơ hồ không có tụ lực giai đoạn. Những này chư thiên vạn giới người tu luyện thần binh hình chiếu vừa bị ngưng tụ ra, liền hướng phía nàng chém xuống. Cánh cửa cự kiếm, xa luân chiến búa, xoắn ốc trường kiếm, cổ pháp phi kiếm, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái vũ khí, như mưa rơi xuống. Diệp Tư không có kinh hoàng, nàng đưa tay tế ra bản thân bản mệnh kim thư, để nó cùng thánh nhân kinh văn đồng dạng lơ lửng tại bên cạnh nàng, đồng thời nàng lại lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm tên Hàn Ngoạt là Đông Chi Điện chìa khóa, càng là một thanh chân quý danh kiếm. Thiên kiếp hình chiếu ra thần binh rơi xuống, thánh nhân kinh văn chống lên sán lạn phòng ngự, đem Diệp Tư bên trái đánh tới thần binh đều ngăn lại. Nàng bản mệnh kim thư bên trong, có xiềng xích, kiếm khí màu xanh lam, còn có hộ thuẫn, phòng ngự trận pháp, cùng giảm tốc độ, tăng thêm, lực cản các loại phép thuật phụ trợ phóng xuất ra, nghênh kích phía bên phải đánh tới thần binh. Nàng bản mệnh kim thư mỗi một trang đều ghi lại khác biệt pháp thuật, có công kích, phòng ngự, phụ trợ, mọi thứ đầy đủ. Sau đó, Diệp Tư bản thể quơ, Hàn Ngoạt, nghiên cứu ngăn, chém chết, đánh bay. Tư thế của nàng liền như là tại vũ đạo đồng dạng vui mừng mắt. Màu nâu bím tóc theo động tác của nàng đang nhún nhảy, nguyên bản che đậy lấy tóc cắt ngang trán hai mắt bị gió thổi lên, lộ ra nàng cái kia như nước con ngươi. Thiên kiếp hình chiếu đi ra vũ khí bị nhao nhao ngăn trở, đánh bay, chỉ là bọn chúng bị đánh bay sau cũng không biến mất, mà là tại Diệp Tư bên người đột nhiên nổ tung lên. Diệp Tư thân hình bị nổ tung bao phủ, trong hình ảnh thấy không rõ thân ảnh của nàng. Sở các chủ ngươi vẫn là trước đem ta đưa qua, ta cùng Diệp Tư ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Thư Hàng lại nói, ở bên ngoài, đường kim bất hủ, thiên, sắp lui đảm nhiệm, dẫn đến chư thiên vạn giới thiên kiếp đều phát sinh khác biệt trình độ dị biến. Ta sợ Diệp Tư thiên kiếp cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mặt khác, hắn nhớ tới Nho Gia Thánh Nhân cùng đương kim thiên đạo quan hệ trong đó, năm đó thiên đạo có thiếu, cũng là bởi vì bị Nho Gia Thánh Nhân dùng đáng sợ năng lực thiên phú cắn một cái. Diệp Tư thiên đạo uy lực đột nhiên tăng vọt, có thể hay không bởi vì Thánh Nhân kinh văn bị cảm ứng được nguyên nhân. Tóm lại, Diệp Tư tình cảnh hiện tại khả năng rất không ổn. Nhìn thấy Tống Thư Hàng khẩn trương bộ dáng, Sở các chủ gật đầu nói, tốt a, ta đưa ngươi quá khứ. Nhưng là, đây là ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp, bản thể của ngươi vẫn là tận lực đừng quá mức tại tới gần. Trong lòng ta nắm chắc, Tống Thư Hàng đạo. Trong tay hắn còn có một cái đại sát chiêu, chỉ cần đem bình thiên quan cho công đức xà mỹ nhân đeo lên, ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp khẳng định không thành vấn đề. Ngoài ra còn có, diệt thần pháo, nơi tay, ngoại trừ tương đối, đốt tiền, bên ngoài. Cái đồ chơi này uy lực đặc biệt bổng. Đáng tiếc xích tiêu kiếm thuộc về, ngoại vật, hàng ngũ, hắn cùng bạch tiền bối lưu tinh kiếm khác biệt, đã coi như là một cái hoàn chỉnh tu chân cá thể, nếu như nó gia nhập thiên kiếp thì tương đương với một tôn bát cửu phẩm tu sĩ nhúng tay thiên kiếp. Bằng không mà nói, cầm trong tay xích tiêu kiếm,
Tống Thư Hàng có thể đem ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp cắt thành cặn bã. Chính ngươi chú ý an toàn, đừng làm loạn. Nếu không, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi kéo trở về. Sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng, yên tâm đi. Sáng lấp lánh không gian chi môn ở bên cạnh hắn mở ra. Tống Thư Hàng trên người mình thi triển, quy tức thuật, pháp thuật, sau đó bước vào không gian chi môn. Sở các chủ đem Tống Thư Hàng đưa đến Diệp Tư độ kiếp chỗ phụ cận. Trên bầu trời, thiên kiếp ngưng tụ thần binh càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một chuỗi uy lực đều tại tăng lên. Thiên kiếp cường độ còn tại không ngừng tăng lên. Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn không có lập tức tiến vào thiên kiếp, mà là trước ngưng tụ ra công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân cưỡi bì bì cá voi xuất hiện, bì bì cá voi trên thân còn rất dài ra một đôi cánh nhỏ. Nàng ngẹo đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Người trước đem xích tiêu kiếm tiền bối giao cho ta, sau đó đi trợ giúp Diệp Tư độ kiếp. Tống Thư Hàng hạ đạt chỉ lệnh. Công đức xà mỹ nhân trên mặt lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Bất quá nàng vẫn là nhu thuận há mồm, đem xích tiêu kiếm lấy ra, đưa cho Tống Thư Hàng. Mã chứng, rốt cục lại đi ra. Xích tiêu kiếm tiền bối lệ rơi đầy mặt, đồng thời hắn nhìn qua xa xa thiên kiếp, lại là thiên kiếp. Tống tiểu hữu người gần nhất làm sao khắp nơi là thiên kiếp. Bởi vì gần nhất tất cả mọi người đang bận bịu tấn cấp đi. Tống Thư Hàng tiếp nhận xích tiêu kiếm. Công đức xà mỹ nhân thả người hướng Diệp Tư vị trí lao đi, mà lại nàng còn cẩn thận mỗi bước đi, bay lên liền sẽ quay đầu trở lại nhìn về phía Tống Thư Hàng trong tay xích tiêu kiếm, sợ xích tiêu kiếm biến mất đồng dạng. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp thần binh còn tại không ngừng hạ xuống, Diệp Tư chung quanh tất cả đều là thiên kiếp sinh ra bạo tạc. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa kim sắc quang mang bám vào trên người của nàng, đưa nàng bao quanh bao khỏa. Bàng bạc công đức chi lực làm dịu thân thể của nàng, để cho nàng tinh thần chấn động, độ kiếp tiêu hao cùng mỏi mệt cũng quét sạch sành xanh. Tiên tử, người tới rồi, cái kia Thư Hàng cũng tới nữa. Diệp Tư mỉm cười nói, đồng thời nàng xa xa cảm ứng được nơi xa Tống Thư Hàng khí tức, trong lòng nhất định. Nàng nhìn qua trạng thái không tệ, đang khi nói chuyện nàng còn huy động hàn ngoạt, chặt đứt vô số thân thiên kiếp vũ khí. Thực lực của nàng, hoàn toàn chính xác so phổ thông ngũ phẩm tu sĩ cường đại hơn nhiều. Công đức xà mỹ nhân thân ngán dán tại Diệp Tư bên người, cái đuôi của nàng vui sướng bay nhảy lấy, cùng với Diệp Tư nàng, đặc biệt rất vui vẻ. Mà lại, Diệp Tư có thể để đối tên của nàng. Không giống Tống Thư Hàng, đầu lưỡi cuốn tới thắt nút đều không thể kêu lên nàng danh tự một chữ cuối cùng. Nàng quá thân ngán động tác để Diệp Tư thân hình cứng đờ, nàng và công đức xà mỹ nhân quan hệ trong đó tương đối phức tạp. Nàng còn tự thân kiểm nghiệm qua công đức xà mỹ nhân đầu lưỡi, không phải loài rắn đầu lưỡi, mà là linh hoạt nhân loại đầu lưỡi. Diệp Tư thân hình cứng đờ, động tác liền không lại trôi chảy. Một thanh ngắn nhỏ chủy thủ đột phá phòng ngự của nàng, hướng nàng đâm tới. Công đức, đại nhật, lúc này, công đức xà mỹ nhân hai tay vỗ tay, lên tiếng thì thầm. Sau một khắc, công đức xà mỹ nhân hóa thành một vòng chói mắt đại nhật, công đức kim quang chướng mắt. Sán lạn công đức chi quang đem xà mỹ nhân cùng Diệp Tư bao khỏa trong đó. Công đức biến thành đại nhật căng phồng lên đến, hướng ra phía ngoài triển ép. Một chiêu này phương thức công kích, chính là vương đạo triển ép. Phàm là công đức đại nhật những nơi đi qua, đem tất cả mọi thứ toàn bộ triển ép thành vỡ nát. Đâm về Diệp Tư chuôi này chủy thủ, vừa tiếp xúc với công đức đại nhật, liền biến thành hạt ánh sáng biến mất. Công đức đại nhật không ngừng bành trướng, trên bầu trời thiên kiếp hình chiếu đi ra vũ khí tiếp tục như mưa rơi xuống. Nhưng vô luận cường đại cỡ nào vũ khí, rơi vào công đức đại nhật, bên trong lúc, toàn bộ bị hòa tan, nghiền nát. Diệp Tư nháy mắt công đức xà mỹ nhân lúc nào biến mạnh mẽ như vậy. Trên bầu trời thần binh hình chiếu biến thành hạt mưa lại hạ hơn 20 hơi thở phía sau mới dừng lại. Thiên kiếp tiến vào tiếp theo giai đoạn. Công đức xà mỹ nhân buông hai tay ra, công đức đại nhật trạng thái hủy bỏ. Bên cạnh thiên kiếp bạo tạc đồng dạng tiêu tán. Công đức xà mỹ nhân lại thân mật quấn lấy Diệp Tư, một mặt vui vẻ. Diệp Tư, thừa dịp đợt tiếp theo thiên kiếp còn có một chút thời gian, Diệp Tư quay đầu hướng Tống Thư Hàng vị trí nhìn lại. Thư Hàng, nàng hướng về Tống Thư Hàng phất phất tay. Tống Thư Hàng gật đầu, truyền âm nói, hảo hảo độ kiếp, cẩn thận thiên kiếp biến hóa. Gần nhất thiên kiếp trạng thái có chút cổ quái, vô luận xuất hiện biến hóa gì cũng có thể, bảo trì cẩn thận. Diệp Tư nhẹ gật đầu, vui vẻ xoa xoa nước mắt. Thiên khốc bảo điển chính là như vậy. Tiếp đó, không sai biệt lắm là cuối cùng một kiếp.
Diệp Tư trả lời. Tại Tống Thư Hàng trước khi đến, nàng đã vượt qua mấy đợt thiên kiếp, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, tiếp xuống một đợt nên là thiên kiếp một kích cuối cùng. Chú ý khả năng phát sinh hiện đại hóa thiên kiếp, nói không chừng sẽ xuất hiện thiên kiếp máy bay ném bom, thậm chí là thiên kiếp đạn đạo loại hình đồ vật. Tống Thư Hàng lại nhắc nhở. Diệp Tư nhẹ gật đầu. Mà lúc này, trên bầu trời Diệp Tư cuối cùng một kiếp thành hình. Cuối cùng xuất hiện thiên kiếp cũng không phải là thiên kiếp máy bay ném bom hoặc là đạn hạt nhân, mà là 33 kiện pháp khí hình chiếu. 33 kiện pháp khí, hình thái khác nhau, cao cao lơ lửng. Vận khí không tệ, không phải tập trung thức công kích. Diệp Tư nói khẽ. Bình thường mà nói, tu sĩ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp công kích đều là mạnh nhất một kích. Tất cả thiên kiếp chi lực hội tụ thành một kích, chống cự tương đối khó khăn. Mà rơi là một kích cuối cùng phân tán vì 33 kiện pháp khí, cùng một phần lực lượng phân tán vì 33 phần, cản tương đối mà nói liền tương đối dễ dàng. Tống Thư Hàng đồng dạng ngẩng đầu nhìn cái này 33 kiện hình thái quỷ dị pháp khí. Những pháp khí này thường đều bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn họ chân thực bộ dáng. Nhưng ngay cả như vậy, khi nhìn đến cái này 33 kiện pháp khí hình chiếu lúc, Tống Thư Hàng thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vẫn không tự chủ được bắt đầu sôi trào lên, tăng tốc vận chuyển tốc độ. Chẳng lẽ đây là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, xứng đôi bộ kia tổ hợp pháp khí? Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Cẩn thận Diệp Tư, cái này 33 kiện pháp khí không đơn giản. Tống Thư Hàng lập tức nhắc nhở Diệp Tư. Hắn vừa dứt lời, trong hư không 33 kiện pháp khí quả nhiên bắt đầu tổ hợp. Tống Thư Hàng trừng to mắt, đem trước mắt một màn này một mực ghi khắc tại trong đầu. 33 kiện pháp khí là như thế nào tổ hợp, chuyện này với hắn mà nói là một cái kinh nghiệm quý báu. Tiếc nuối duy nhất là, những pháp khí này thượng đều bao phủ, gạch men, đồng dạng mê vụ. 333, ấn lấy nhất định thứ tự trước sau, trong hư không 33 kiện pháp khí bắt đầu tổ hợp. Diệp Tư sắc mặt nghiêm túc. Tống Thư Hàng đưa tay, một đao, đao ý, chém ra, rơi vào Diệp Tư trên thân. Diệp Tư cùng nàng là một thể, đao ý rơi ở trên người nàng phía sau liền ở trên người nàng ngưng tụ ra tinh xảo đao ý khôi giáp. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng vẫn chưa yên tâm, đem, bình thiên quan, lấy ra, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị đem hắn đeo lên xà mỹ nhân trên đầu. Rầm rầm rầm, 33 kiện pháp khí tổ hợp thành công, có chói mắt lôi đình đem hắn bao phủ. Cuối cùng hội tổ hợp thành cái gì bộ dáng? Tống Thư Hàng có chút mong đợi nhìn qua thiên kiếp hình chiếu. Chương 1210, thiên kiếp tôn nghiêm. Đây chính là tại tài nguyên phong phú viễn cổ thiên đình thời đại, cũng chỉ có hai vị khí vận Âu Hoàng cấp khác đại sư, thành công tại ngũ phẩm trước đêm, 33 tổ hợp pháp khí, luyện chế thành công. Không biết thiên kiếp lựa chọn hình chiếu ra tổ hợp pháp khí là vị nào đại sư pháp khí, lại là lấy tam thập tam thú bên trong hệ nào làm chủ tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng kỳ thật rất chờ đợi 33 loại pháp khí có thể tổ hợp thành một cái cự hình người máy chiến đấu. Dù sao, cự hình cơ giáp mới là nam nhi mộng tưởng. Giấc mộng này cùng, nam nhi tốt trí tại trời xanh, là một cái cấp bậc, thậm chí càng hơi cao cấp một. Dù sao, bình thường cự hình cơ giáp đều có thể bao quát, trời xanh mộng, hai hợp một, nam nhi tốt đáng giá có được. Tưởng tượng một chút, cùng người lúc đối chiến, hắn tế ra 33 loại pháp khí, hợp thể. Sau đó to lớn cơ giáp xuất hiện sau lưng hắn, nhiều bá khí. 333 trên bầu trời 33 loại pháp khí dung hợp sau lôi đỉnh tiêu tán. Sau đó, một cái to lớn khối Rubik xuất hiện trên không trung, cái này khối Rubik bao giờ cũng đều đang biến hóa lấy, dãy giụa. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, tốt áp chế. Tân tân khổ khổ tập hợp đủ 33 loại pháp khí phía sau có thể hợp thể đi ra không phải bá khí cơ giáp còn chưa tính. Vậy mà liền biến ra cái khối Rubik đi ra. Gặp quỷ, dù là ngươi biến thành một thanh siêu cấp cự kiếm, thậm chí đến biến thành một tôn diệt thần pháo, đều so khối Rubik khốc được không? Có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong lòng đối với, tập hợp đủ 33 loại pháp khí, ý nghĩ có chút làm lạnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bất quá lập tức, trong lòng của hắn bản thân an ủi, có lẽ đây là bởi vì vị đại sư kia không phải, cự kình hệ, người tu luyện nguyên nhân. Nếu như đổi thành cự kình hệ hợp thể đi ra pháp khí, không nhất định là khối Rubik. Thừa dịp thiên kiếp còn chưa rơi xuống, Tống Thư Hàng lại đem tình báo cùng hưởng cho Diệp Tư, đây là tam thập tam thú thần tông, cũng chính là nguyên, viễn cổ thiên đình, thú thần bộ tổ hợp bản mệnh pháp khí.
ta gần nhất ngay tại thăm dò cái này 33 loại pháp khí phương pháp luyện chế, hy vọng tại ngũ phẩm trước đem cái này 33 loại pháp khí luyện chế ra tới. Uy lực của nó tuyệt đối rất mạnh, ngàn vạn cẩn thận. Đây chính là liền bạch tiền bối đều gọi tán qua pháp bảo, khẳng định có nó chỗ hơn người. Phương thức công kích của nó là cái gì? Diệp Tư ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong khối Rubik. Khối Rubik mỗi biến hóa một lần, trên đó khí tức liền phát sinh biến hóa, để cho người ta nhìn không thấu hắn. Tống Thư Hàng lắc đầu, ta không biết, tóm lại ngàn vạn cẩn thận. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời khối Rubik đột nhiên rụt lại một hồi. Khối Rubik không ngừng vặn vẹo, chuyển đổi. Màn này rất có khoa huyễn cảm giác. Một hơi phía sau thiên kiếp tổ hợp khối Rubik hóa thành một diện to lớn vô cùng tấm chắn, dựng đứng ở trên bầu trời. Không có công kích, ngược lại bày biện ra phòng ngự chi thế. A, sẽ còn biến hình. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức cảm thấy an ủi, có thể biến liền tốt, sợ là sợ hắn chỉ có khối Rubik một cái hình thái. Một bên khác, Diệp Tư nghe theo Tống Thư Hàng đề nghị, độ cao cảnh giới. Tại khối Rubik chuyển biến hình thái trong nháy mắt, nàng liền đem dưới chân tất cả, độ kiếp trận pháp, mở ra, còn đem bản thân bản mệnh kim thư thượng tất cả phòng ngự pháp bảo tế ra. Lại thêm trên người nàng, đạo ý khôi giáp, còn có không ngừng cọ mặt nàng công đức xà mỹ nhân, này lúc Diệp Tư phòng ngự cấp bậc mạnh khoa trương. Trên bầu trời, to lớn tấm chắn vững vàng dựng đứng, không nhúc nhích. Diệp Tư chống đỡ tất cả phòng ngự, độ cao cảnh giới, nhìn chằm chằm thiên kiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Địch không động, ta không động. Thiên kiếp bất động, Diệp Tư cũng không dám động. Thời gian tiếp tục lấy vô tình tư thế, nhanh chóng trôi qua. Tống Thư Hàng. Thiên kiếp không công kích, ngược lại bày ra bộ này phòng ngự chi thuẫn tư thế, làm cái gì a? Không công kích thiên kiếp vẫn là thiên kiếp sao? Thư Hàng. Chúng ta muốn hay không thử công kích một chút thử một chút. Diệp Tư lên tiếng nói, nàng cảm giác mình có chút không chịu đựng nổi. Phòng ngự trận pháp ngược lại không làm sao tiêu hao năng lượng, nhưng là treo ở trên người nàng xà mỹ nhân động tác càng ngày càng thân mật, càng ngày càng quá mức, hổ thẹn độ cũng càng lúc càng lớn. Trước chờ một chút, vạn nhất hắn có cường đại bắn ngược năng lực không tốt lắm. Chúng ta lại chậm rãi, đã hắn lại biến thành tấm chắn, nói không chừng sẽ còn biến thành cự kiếm cái gì. Tống Thư Hàng đạo. Diệp Tư nhẹ gật đầu, Thư Hàng nói rất có lý, vạn nhất tại nàng công kích trong nháy mắt, thiên kiếp biến thành 33 tổ hợp thần khí cũng đổi thủ làm công, sẽ không hay. Lại qua một hồi lâu sau, thiên kiếp rất có kiên nhẫn, chính là bất động. Diệp Tư, đừng làm rộn ân. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn nàng một chút. Công đức xà mỹ nhân phảng phất cảm ứng được chủ nhân ánh mắt, lập tức đình chỉ tiểu động tác, nàng một mặt nghiêm túc thủ đến Diệp Tư sau lưng. Một mặt nghiêm túc. Tống Thư Hàng thăm thẳm thở dài. Độ thiên kiếp liền không thể chút nghiêm túc sao? Đây là thiên kiếp A. Không cẩn thận liền sẽ thần hình câu diệt, một thân đạo hạnh hóa thành cho bụi thiên kiếp A. Mặt khác, nhìn lấy cự thuẫn hình thái thiên kiếp, Tống Thư Hàng chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới bí đao thánh quân. Nếu như bí đao thánh quân tại độ thiên kiếp lúc gặp được cái này đợt thiên kiếp sẽ như thế nào? Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiển hiện một cái hình ảnh. Bí đao thánh quân, thánh kỵ sĩ phòng ngự quang hoàn, khải ý, bản mệnh pháp khí cự thuẫn, đạo gia kim cương thân. Đến A, đến đỗi ta à. Thiên kiếp, cự thuẫn phòng ngự trạng thái. Bí đao thánh quân, phòng ngự tuyệt đối chi sắt thép thành lũy, đến A, đỗi ta à. Thiên kiếp, cự thuẫn phòng ngự trạng thái. Bí đao thánh quân, đỗi ta à, nhanh đỗi ta à. Thiên kiếp, cự thuẫn phòng ngự trạng thái. Cuối cùng bí đao thánh quân thọ nguyên hao hết, tốt. Trở thành cái thứ nhất bị thiên kiếp kéo chết, chết già ở thiên kiếp thế giới tu sĩ. Thời gian lấy các loại tư thế, từ Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư bên người thổi qua. Uy, Thư Hàng, hắn vẫn là bất động. Diệp Tư đạo. Tống Thư Hàng. Cái thiên kiếp này không khoa học, cũng quá không tu chân. Người thân là thiên kiếp uy nghiêm đâu. Thiên kiếp không công kích, còn sợ ra tấm chắn là làm cái gì. Diệp Tư ngươi đừng nhúc nhích, ta thử cho hắn đến một phát công kích. Tống Thư Hàng đạo, lực công kích của hắn so Diệp Tư muốn thấp, cho dù có bắn ngược, cũng tốt tiếp nhận một số. Dứt lời, Tống Thư Hàng cầm ra vô hình đao cổ. Bảo đao phách toái còn tại bạch tiền bối cái kia cải tiến bên trong, còn không có thu hồi. Thi triển hỏa diễm đao, phổ thông kiểu dáng liền tốt. Tống Thư Hàng suy tư một lát, huy động vô hình đao cổ đối thiên kiếp chi thuẫn một đao chém tới.
dùng chỉ là phổ thông hỏa diễm đao thủ pháp, một vòng hình bán nguyệt hỏa diễm hướng phía thiên kiếp chi thuẫn đánh tới. Oanh! Hình bán nguyệt hỏa diễm đao chém lên thiên kiếp tổ hợp chi thuẫn, liền chôn vùi tiêu tán, thiên kiếp tổ hợp chi thuẫn không có nửa điểm tổn thương. Trong dự tính, bắn ngược cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ Diệp Tư người cuối cùng một kiếp, là đem cái này thiên cướp tổ hợp chi thuẫn chảm phá? Tống Thư Hàng đạo. Diệp Tư, vậy ta ra tay toàn lực thử một chút. Không, trước lại để cho ta thử một chút. Tống Thư Hàng hái đi trên tay, Mộc Ngưu kiếm khách ái tâm bao tay, sau đó hắn cắn răng bắt lấy tay phải của mình, dùng sức kéo một phát. Ba một tiếng, Tống Thư Hàng tay phải bị hái xuống. Bàn tay phải cùng cổ tay ở giữa chỗ nối tiếp bày biện ra hóa lỏng hình. Ân, hóa lỏng trạng thái thân thể chính là như thế tùy hứng. Cách đó không xa Diệp Tư trừng to mắt, trời ạ, mới một chút thời gian không thấy, Tống Thư Hàng trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Tống Thư Hàng tay phải nắm tay phải của mình bàn tay, dùng sức đem hắn quăng về phía bầu trời, đi thôi, xem ta thần chi hữu thủ. Tại ném tay phải thời điểm, Tống Thư Hàng còn sử dụng ngự kiếm pháp môn, để nó có thể bay cao hơn, càng xa hơn. Bất quá, tay phải cũng không có trực tiếp đụng vào trên bầu trời cái kia hộ thuẫn, mà là tại thiên kiếp tổ hợp hộ thuẫn 10 mét bên ngoài khoảng cách, liền dừng lại. Khoảng cách khống chế vừa vặn, Tống Thư Hàng hài lòng nói theo hắn đối, xem xét bí pháp, càng phát ra hiểu rõ, hắn xem xét vật phẩm lúc, có đôi khi cách khoảng cách nhất định cũng có thể tiến hành xem xét. Bất quá thất bại tỷ lệ tương đối cao. Thử một chút đi, xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn không dám trực tiếp đem tay phải bắt được thiên kiếp tổ hợp hộ thuẫn bên trên, vạn nhất bị bốc hơi làm sao bây giờ. Bốc hơi, hắn liền thật sự muốn đi tìm bí đao thánh quân, đi cầu có thể làm cho thân thể bộ vị một lần nữa sinh trưởng dược liệu. Xoẹt, Tống Thư Hàng trên người vỡ ra mấy đạo vết thương, nhưng lần này phun ra không phải máu tươi, mà là rất nhiều dịch nhờn. Mà lại càng khỏe mạnh là, những này dịch nhờn bị phun ra phía sau chỉ cần kịp thời bắt lấy, liền có thể một lần nữa dung hợp trở về. Vết thương trên người liền càng thêm không có vấn đề, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể một lần nữa dính trở về. Dù sao, hắn hiện tại bản chất chính là một đoàn chất lỏng. Tiếc nuối duy nhất là, xem xét bí pháp mang tới kịch liệt đau nhức vẫn như cũ, mà lại đau đớn cảm giác còn tăng cường một số. Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha, có tốt thì có hỏng, nhưng nói tóm lại cái này đợt không lỗ, chí ít không cần lo lắng bổ huyết vấn đề. Có lẽ hắn lần sau sử dụng, xem xét bí pháp, thời điểm, có thể cân nhắc đi cùng Diệt Phượng tiền bối hợp tác, để hắn đem chính mình biến thành một bãi trạng thái. Nghĩ như vậy, Diệt Phượng tiền bối cả người là bảo a. Không chỉ có thể cho người mượn CPU, còn có thể để cho người ta thân thể biến thành hóa lỏng trạng thái, miễn dịch các loại vật lý tổn thương. Tống Thư Hàng trong con mắt phù văn màu vàng chảy ra, rơi vào thiên kiếp tổ hợp cự thuẫn bên trên. Nhưng là, phù văn nhưng không có trở về. Xem xét thất bại. Xem ra hôm nay vận khí không tốt lắm. Tống Thư Hàng cắn răng một cái, một lần nữa thi triển xem xét bí pháp. Thất bại là thông hướng thành công đại đạo, hơn nữa còn là thành công mụ mụ, thân phận lão phức tạp. Cho nên thất bại không đáng sợ, bối phận xếp tại cái kia. Lại một lần nữa, Tống Thư Hàng toàn thân phun ra dịch nhờn, nhưng những này dịch nhờn lại bị hắn thu về. Xem xét bí pháp lần nữa thi triển, quá trình tuần hoàn. Xem xét lại thất bại. Liên tiếp thất bại hai lần, có chút không ổn, có phải hay không quên đi chuyện gì? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên. Hắn móc ra điện thoại di động của mình, đem một chương bạch tiền bối biểu lộ bao lật ra đi ra. Bái bai bạch tiền bối, cầu may mắn. Một lần nữa, bạch tiền bối chúc phúc ta đi. Lãng bất quá tam, a phi, quá tam ba bận, để cho ta thành công đi. Tống Thư Hàng lần nữa thúc giục xem xét bí pháp. Kể trên trạng thái lần nữa tuần hoàn, toàn thân phun dịch nhờn, lại về thu. Phù văn màu vàng rơi ra. Chúng rồi, Tống Thư Hàng trong lòng có một loại trực giác, lần này xem xét bí pháp phải có kết quả. Cái này cùng người ném rổ lúc, có đôi khi vừa ra tay liền sẽ có xúc cảm giác tất chúng. Đúng lúc này, một cái không gian chi môn đột ngột xuất hiện. Một người mặc pháp bào màu đỏ, máu me khắp người đầu chọc đại năng từ không gian cánh cửa bên trong chật vật chui ra. Phù văn màu vàng rơi vào áo bào đỏ đầu chọc đại năng trên người. Tống Thư Hàng. Ta có một vạn con đáng yêu thảo nê mã, nhất định phải phóng xuất ra, để chúng nó tại trên thảo nguyên lao nhanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.